Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái chương trình phễu các anh chị ạ. Và giống như họ nói đấy, khi mà mình tập trung vào mình tuyển á, mà mình chỉ tuyển không, khi họ vào thì hệ thống sẽ bùng nhanh khỏi cái tầm kiểm soát của mình sẽ không thể làm mà kiểm soát được. Không biết quy trình cách thức đi làm sao để một người khi họ vào đây họ có sẵn những video họ học, thì Hường đã dành ra một tuần để làm tất cả những cái video đó rồi. Vậy thì bây giờ cái việc còn lại của chúng ta, mỗi một người sẽ có một cái nhiệm vụ, một cái công việc khác nhau. Hường thì bây giờ Hường sẽ tập trung vào hút cộng đồng, sẽ làm những chương trình phễu, và một tuần sẽ có 2 buổi đào tạo riêng, à 2 buổi, 3 buổi OPP vào buổi sáng, và sẽ có 3 buổi đào tạo riêng cho team, cho những anh chị nào mà cam kết chiến thì Hường sẽ đào tạo buổi chiều. Lịch cụ thể thì Hường sẽ đăng vào trong nhóm các anh chị nhé. Lịch cụ thể Hường sẽ đăng vào trong nhóm. Thì nó có nghĩa rằng là chúng ta sẽ ngoài những chương trình OBB buổi tối đào tạo về sản phẩm của cộng đồng Live Group Việt Nam, thì Hường sẽ làm thêm chương trình buổi sáng để cho những anh chị nào mà buổi tối chúng ta chưa mời được khách, hoặc đã mời nhưng mà khách quan tâm và vẫn muốn tìm hiểu thêm, thì buổi sáng chúng ta sẽ tham gia vào chương trình Zoom, một tuần sẽ có 3 buổi các anh chị ạ. Và chương trình đó thì Hường sẽ chia sẻ kỹ về Live Group ha. Ngoài ra thì buổi chiều Hường sẽ có 3 chương trình đào tạo cho team. Tại vì nếu như mà một đội nhóm mà chỉ cứ biết vào và không có gì đặc biệt đấy các anh chị thì mình khó hút lắm. Các anh chị phải có cho mình những kỹ năng, kể cả sau này anh chị không làm với Live Group, không làm cùng với Hường, không làm cùng với cộng đồng Khởi Tâm Phúc nữa, thì các anh chị ra ngoài anh chị cũng trang bị đầy đủ kỹ năng để mình có thể phát triển trên cái con đường sự nghiệp của mình. Buổi tối thì Hường sẽ liên tục buổi tối thì Hường sẽ liên tục tạo ra những chương trình phễu để làm sao anh chị em mình có thể trao giá trị, mời bạn bè của mình tới những cái chương trình đó để chúng ta trao thêm, gieo hạt thêm. Và Hường có thể sẽ chốt và có thể Hường sẽ không chốt, tùy theo cảm hứng nhá. Nhưng mà quan trọng hơn hết là mình sẽ gieo hạt và kéo về cộng đồng cho tất cả các anh chị. Thế thì chúng ta sẽ đi như thế nào? Cách thức chúng ta đi như thế nào? Đầu tiên này, chương trình trước khi bắt đầu chương trình thì Hường nhắc nhở tất cả các anh chị, chúng ta cần phải hiểu rõ về website. Nếu mà các anh chị đến giờ phút này vẫn chưa biết cách chuyển tiền ví nội bộ, chưa biết cách mua gói, chưa biết cách tạo tài khoản, thậm chí là chưa biết cách cái ngày để mình giữ vị trí như thế nào, các anh chị phải ngay lập tức học hiểu về website. Rất nhiều các anh chị vội luôn. Có những người mà đến tận giờ này vào 1 tháng rồi vẫn chưa biết là sẽ đi vào mua sản phẩm như thế nào, vào phần sản phẩm ra làm sao, vào chỗ nào để xem cái tài khoản của mình, vào chỗ nào để xem cái ví tiền của mình. Cứ đến cái ngày giữ vị trí là cứ nhoi cả lên hết người này người kia, ô không biết làm, không biết làm, không biết làm. Đây là một điều thật sự là thiếu sót của Hường. Hường nhận lỗi trước, bởi vì trước đó Hường đã không đưa ra quy trình chuẩn cho tất cả các anh chị, được không ạ? Thế thì từ ngày hôm nay trở đi chúng ta cần phải làm chuẩn chỉnh. Cái việc đầu tiên họ đón nhận cơ hội cùng với chúng ta đó là cái khi mà cái năng lượng bên trong của họ rất là cao các anh chị ạ. Tại sao họ lại đón nhận cơ hội cùng với chúng ta? Đâu phải là họ thích vứt tiền qua từ cửa sổ cho vui đâu. Khi mà họ đã đồng ý vào với chúng ta 50 hay 51 đô đó thì điều đó có nghĩa rằng là họ đã bắt đầu mở cửa một cơ hội. Vậy thì cái việc mà họ tụt năng lượng đó là do mình ha. Và ở trong cái bộ quy trình Hường cũng đã có sẵn cái câu hỏi ngay khi ví dụ như ngày hôm nay chị Lam vào, thì buổi sau khi tạo tài khoản chị Lam xong thì buổi tối sẽ có 12 câu hỏi để chị Lam, Hường sẽ hỏi chị Lam và sẽ bắt buộc phải ngồi một một như vậy. Và khi chị Lam trả lời hết câu hỏi đó thì thứ nhất này sẽ giữ được kết nối giữa cái người chia sẻ và cái người bắt đầu bước chân vào công việc mới. Và thì nếu như ngay ngày đầu tiên mà mình chia sẻ với họ và họ nói rằng là họ cam kết thì các anh chị thấy rồi đấy, cái năng lượng nó bắt đầu nó đã có, đúng không ạ? Còn thường cách thức chúng ta vẫn đi ấy, thì nó đi thế nào? Tuyển xong, tạo tài khoản xong, sau đó hỏi là ừ bây giờ em muốn làm gì, à bây giờ em sẽ làm gì, em có danh sách khách hàng chưa. Thế thì gặp một trường hợp là có những cái chị em ấy, họ chưa cả kịp hiểu Live Good là cái gì đã đi chia sẻ, xong bắt đầu đi chia sẻ thế là người ta vặn lại cho mấy câu, thế là tắt đài, tụt năng lượng luôn, đúng không ạ? Đó, thế thì đầu tiên mình phải học trước. Thế thì trong cái bộ quy trình Hường có đâu đó khoảng tầm 40 video các anh chị, và nó sẽ có một bộ code, đoạn cuối sẽ dạy anh chị cách code người mới theo theo ngày đầu tiên, theo hàng ngày, cứ cuối ngày là cái việc đầu tiên của mình không có tuyển ồ ạt các anh chị. 5 10 F1 là quá đủ rồi. Nếu như mình kèm được 5 10 người F1 là quá đủ để chúng ta lên cấp rồi nha các anh chị nhá, không tham. Hàng ngày cái việc của mình trước khi kết thúc một ngày là mình cứ dành thời gian là mình gọi cho họ. Và thứ nhất là để kết nối năng lượng với nhau, thứ hai là giữ được năng lượng với nhau, và thứ ba là thấu hiểu đồng đội. Vậy thì mình sẽ hỏi, không cần phải sáng tác quá nhiều, cái việc của mình là hỏi, đúng không ạ? Thế thì tại sao cái việc của mình lại phải hỏi? Anh chị nhớ này, khi mình là một người tuyến trên
nha. Khi mình là một người tuyến trên, mình bảo trợ ra họ, mình hưởng quyền lợi. Hai người đang hưởng quyền lợi từ nhau, mình hưởng quyền lợi về tài chính thì bạn ấy có quyền được hưởng quyền lợi thời gian của mình. Đó. Thế thì khi chúng ta dành thời gian quan tâm cho họ, chúng ta dành thời gian để thấu hiểu họ, thì hàng ngày như vậy cái sợi dây kết nối nó sẽ có. Và ngay khi mà họ bị loạn tâm, họ nhìn cơ hội này, nhìn cơ hội kia, bắt đầu họ phân tâm, họ phân tâm, họ phân tâm, thì chúng ta sẽ biết gì ạ? Đưa họ về với cái trạng thái hiện tại, đúng không ạ? Thế thì sẽ có những cái bộ câu hỏi như vậy để anh chị biết trước là chúng ta sẽ đi quy trình như thế nào. Rồi quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên là Hường sẽ bắt đầu từ ngày mai, Hường sẽ triển khai quy trình rất chi tiết và cụ thể, Hường sẽ làm lại từ đầu. Những anh chị em nào mà là F1 của Hường hay là không quan trọng nhé. Bây giờ thế này, tất cả anh chị em đời đầu mà chúng ta đồng hành cùng với nhau thì bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu được code. Và sẽ code vào buổi chiều, Hường sẽ làm liên tục, ngày nào cũng làm trong vòng khoảng 10 ngày. Để code tất cả các anh chị, để Hường mong muốn thấu hiểu cũng như là tìm ra những cái khó khăn bên trong của tất cả các anh chị, đúng không ạ? Và khi Hường hỏi thì các anh chị cứ nói tất tần tật ra, bởi vì nếu anh chị không nói thì Hường không thể biết cách để hỗ trợ các anh chị được. Và mỗi một câu hỏi của một người thì gì ạ? Đôi khi sẽ là góc nhìn của người khác để chúng ta bổ trợ thêm kiến thức cho bản thân mình. Đừng từ chối việc học các anh chị nhé. Bản thân Hường cũng phải học rất nhiều, Hường muốn học từ tất cả các anh chị. Bởi vì ngày hôm nay Hường nói thật là cách thức của Hường đi trước đây Hường không va vấp phải như tất cả các anh chị. Anh chị bây giờ là chúng ta đang đi chia sẻ đúng không? Chia sẻ cho từng người, từng người, từng người, đại đa số chúng ta đang làm cách đó. Nhưng mà ngay từ khi Hường bắt đầu kinh doanh đến bây giờ thì Hường chỉ mất đâu đó khoảng mấy tháng đầu được đi tìm người thôi. Còn sau đó đến tận giờ phút này đa phần là người ta tìm Hường, nên Hường thật sự không hiểu được cái điều đấy. Đó. Nên là Hường rất là muốn lắng nghe xem trong quá trình anh chị đi tìm người, trong quá trình anh chị đi chia đi liệt kê danh sách và đi nói chuyện với người khác thì họ đã phản hồi với chị như thế nào, anh chị gặp khó khăn ra làm sao, thì đứng trên góc nhìn của một người ngoài cuộc, Hường sẽ cho anh chị những cái tư vấn đi, những cái cố vấn đi, để anh chị có thể trang bị thêm cho mình những kiến thức, được không ạ? Vậy thì bắt đầu từ chiều ngày mai là từ 15 giờ nhé, mỗi ngày 1 tiếng, Hường sẽ kèm liên tục trong vòng 10 ngày. Không quan trọng đó là ai, quan trọng là anh chị đang rất muốn học hỏi thêm để chúng ta trang bị thêm kiến thức hành trang cho mình. Chúng ta sẽ đi theo đúng quy trình luôn. Thế thì ngoài thời gian mỗi một ngày 1 tiếng học phát triển bản thân ra, chúng ta sẽ có thời gian để làm theo các bước trong quy trình. Ở trong quy trình thì nó sẽ có những cái bước như thế này. Bước đầu tiên là các anh chị phải hiểu rõ về công ty. Bởi vì hơn ai hết mình không hiểu công việc mình làm là mình tiêu rồi. Ha. Lúc đầu Hường mới bước chân vào làm Maywood cũng vậy các anh chị, Hường không, tức là mình cũng hiểu rằng là nó là một cái cơ hội mà cần đầu tư tiền rất là ít, và nó là một cơ hội có thể mang đến cho mình rất là nhiều những cái gì đó đại loại là tuyệt vời trong tương lai của mình và giúp được nhiều người. Tuy nhiên là mình chưa có hiểu sâu các anh chị, chưa có hiểu sâu nhá, mình càng đi mình mới càng hiểu, mình càng đi mình càng hiểu. Lần đầu tiên Hường làm xong đó, Hường đi ra Hà Nội thì Hường có một cái ý định nung nấu, bởi vì mình không làm thôi, mình rất thích làm lớn, các anh chị cũng rất thích làm lớn luôn. Thì Hường có nung nấu là Hường sẽ mở tổ chức những chương trình hội thảo trực tiếp. Thế thì khi mà Hường ra ngoài đó, Hường gặp anh Nguyên Cương, tức là người mà đưa Livegood ở Việt Nam ấy. Anh gặp Hường, anh làm cho Hường câu Hường tắt điện luôn. Anh ấy nói Hường là cái này nó rất là tốt, nó rất là ok. Nhưng mà nếu như mà em làm ở Việt Nam thì em đừng làm hội thảo. Sợ lỡ mà nó có vấn đề gì thì phiền phức cho em. Thế là mình rụt liền, rụt liền, bởi vì hồi trước giờ làm nhiều dự án mình cũng hay hùng hổ lắm, rụt rè liền các anh chị. Thế nhưng mà anh đấy ấy, thì đến tận giờ phút này hỏi về cái gì ở trên website vẫn không biết, dù rằng anh đang có 10.000 người bên dưới. Thế thì khi mình làm, mình đào sâu, mình hiểu sâu, mình biết rằng là thì ra Livegood nó có phạm pháp đâu các anh chị, nó hoàn toàn hợp pháp mà, nó chỉ là tiếp thị liên kết và công ty của nó là công ty tư vấn dịch vụ sản phẩm, tư vấn dịch vụ giải pháp cho người tiêu dùng thôi mà, nhưng nó như một Amazon thu nhỏ thôi mà, nó có cái gì phạm pháp đâu. Và mình hoàn toàn có thể mua hàng thoải mái ở trên các cái website đa ở trên toàn thế giới các anh chị nhá, hào hợp pháp nhá, không hề phạm pháp. Nên cái việc mà mình có làm chương trình và sau đó thì mình chia sẻ về công việc, cơ hội kinh doanh của mình thì nó cũng hoàn toàn hợp pháp. Và Hường thì Hường có cái chứng chỉ sư phạm đào tạo nghề, nên mình đào tạo về kinh doanh mình cũng hoàn toàn hợp pháp. Thế chẳng có lý do gì mình cũng làm hội thảo cả. Đó là sự thật. Nhưng lúc đầu anh Cương anh nói là Hường tụt vòi luôn. Hường sợ là ôi chết mẹ rồi, cái này nó có phạm pháp không nhỉ? Xong rồi gặp thêm đi gặp mấy đứa bạn. Xong rồi đứa bạn nó kêu là ui cái này công ty để không có giấy phép tại Việt Nam đâu. Thế là lúc đó mình cũng bảo ừ nhỉ, đúng rồi, nó không có giấy phép tại Việt Nam thì chắc không làm mạnh được. Nhưng mà càng đi sâu thì mình mới càng hiểu, trừ khi nào anh chị ôm hàng cả đống về nhà, nó gọi là trốn thuế, nhập khẩu lậu hàng hóa, tại vì hàng hóa không có giấy phép tại Việt Nam thì anh chị mới sợ.
Còn cái việc ở đây chúng ta chỉ làm tiếp thị liên kết, chúng ta mua sản phẩm chúng ta dùng thì chúng ta không có bị cái gì hết các anh chị nhá. Hoàn toàn hợp pháp. Giống như câu chuyện là các anh chị làm tiếp thị liên kết của TikTok hay là của Shopee hay là của Lazada, anh chị cũng có phải đóng thuế gì đâu. Chị hình dung không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể làm tiếp thị liên kết cho rất nhiều các trang thương mại điện tử. Và Nygood thì nó cũng y như kiểu là Amazon ấy. Tới đây thì ông Lodakaza nó có nói rồi đấy. Nygood nó y như là một cái tấm thẻ thành viên của Nygood, y như là tấm séc của Amazon. Và tới đây Amazon có cái gì thì Nygood nó sẽ có cái đó và nó sẽ lên từ từ. Bây giờ Nygood đang chỉ là những bước chân đầu tiên thôi các anh chị ạ. Anh chị biết ông Jeff Bezos, chủ tịch của Amazon, ông giàu cỡ gì không? Nhưng mà anh chị biết đấy, ngày xưa là còn đi theo truyền thống nó còn lâu, chứ mà cái số lượng thành viên ID mở lại Nygood nó còn đang vượt xa cả Amazon ở những thời kỳ đầu. Thì anh chị biết là tương lai anh chị ở đâu rồi đấy, chị tập trung đúng không ạ? Rồi tiếp theo này, thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn ra tầm nhìn, thứ hai là chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại để đi theo những cái chiến lược kinh doanh của chúng ta. Anh chị hình dung nhá, ở Việt Nam của chúng ta bây giờ đang có đâu đó khoảng 10.000 người và đang là con số rất bé so với thế giới, tuy nhiên rằng là đã là những con số làm nền móng xong rồi. Và cái việc của chúng ta là phát triển. Thế thay vì là cũng là Like Group, nhưng tại sao lại phải làm việc với chúng ta? Thì anh chị phải có cho mình những cái sự khác biệt. Vậy thì bây giờ chúng ta, anh chị tự hỏi bản thân mình đi. Anh chị có cái gì khác biệt nào? Có cái gì khác biệt để thay vì là người ta chọn cũng là Like Group, thay vì là chọn người khác mà phải chọn mình? Anh chị thử nghĩ xem anh chị có cái gì khác biệt. Nào comment thử. Không, cái này hỏi thật đấy. Hỏi thật đấy. Nếu như bây giờ anh chị đi chia sẻ Like Group ở ngoài, tại sao người ta phải lựa chọn anh chị? Bởi vì Like Group giờ nhiều người chia sẻ lắm. Bữa giờ nhiều người nói với Hường là ôi chị đi bữa giờ bao nhiêu người chia sẻ với chị, nhưng mà chị chẳng làm, chị đi tìm, chị vô tình thấy Hường đăng bài, thế là chị nhắn tin cho Hường ngay. Thế thì anh chị có cái gì? Ví dụ như Hường có cái gì? Hường trước giờ Hường có cái chất của Hường, đó chính là Hường rất thích bảo vệ công lý này. Mình làm cái gì mình làm tới nơi tới chốn này. Rồi mình rất thích hiện diện này. Đó, thế thì anh chị đã có cái gì chưa để khi mà lựa chọn thì người ta sẽ lựa chọn mình chứ không phải lựa chọn người khác? À, có đội nhóm dẫn đường chuẩn mực. Ở ngoài kia cũng đầy thứ anh ạ. Đầy nhóm chuẩn mực luôn. Chưa có gì khác biệt, sự tử tế. Ok, thế thì Hương sẽ quay lại với tất cả anh chị này. Nguồn gốc nha. Gốc rễ của một đội nhóm thành công nó sẽ gồm có những yếu tố như sau. Yếu tố đầu tiên đó chính là văn hóa đội nhóm. Anh chị có biết là Việt Nam của chúng ta mỗi khi mà đi ra nước ngoài tự hào như thế nào về cái màu áo đỏ sao vàng rồi hát bài quốc ca? Trời ơi, mỗi khi mà cái lá cờ Việt Nam cất lên mà mọi người chào cờ ấy, hát quốc ca, rồi trong tim của tất cả mọi người rạo rực từ trong nước đến ngoài nước chỉ cần mang dòng máu Việt Nam thôi. Thì đó nó gọi là văn hóa. Và anh chị biết là Hường đã để ý rất là nhiều nhá. Cách đây rất lâu rồi, Hường đi học những lớp học phát triển bản thân ấy. Tại sao mà có những công ty họ làm việc rất thành công, khi mà họ đứng lên một phát nói về văn hóa đội nhóm thì cả một cái nhóm người đang mặc áo đồng phục đó, thì họ bắt đầu là họ hát cái bài hát của họ mà thường xuyên, nó gọi là bài hát của hệ thống của công ty ấy. Văn hóa đội nhóm của họ là những bài hát. Thế thì khi mà anh chị có một cái văn hóa đội nhóm và đi đâu cái điều đó nó cũng nằm lòng ở trong tâm trí của tất cả các anh chị, thì các anh chị sẽ trở thành những cái người mà có sức hút mãnh liệt. Ngày xưa mỗi lần mà Hường đến một lớp học phát triển bản thân nào thì Hường luôn luôn dẫn theo đội nhóm của mình mang trên người chiếc áo màu cam là TCT, áo màu cam, và có in TCT cùng bạn kiến tạo tương lai. Rồi có những bài tuyên bố chiến binh để mỗi khi mà gặp nhau là bắt đầu đọc. Tuyên bố chiến binh TCT, tôi là một chiến binh bán hàng xuất sắc, tôi kỷ luật, tôi biết ơn, tôi luôn giúp đỡ đồng đội. Đó, có bài chứng là bài tuyên bố như vậy. Thế thì ngày hôm nay chúng ta cũng như vậy. Nếu như anh chị có cái bản sắc riêng của mình và anh chị tự tin về bản sắc riêng của mình thì anh chị cứ phát triển cái điều đấy nha. Nhưng nếu như anh chị muốn có một cái đường ống mà người ta vào đây cái người ta y như mình nhân bản ra một con người tuyệt vời. Người ta vào đây người ta nhân bản y như mình một con người tuyệt vời. Thì mình cần phải làm sao ạ? Mình cần phải có văn hóa. Và một điều thứ hai, đó chính là lòng biết ơn. Các anh chị biết không ạ? Nếu anh chị biết về công ty Herbalife, anh chị sẽ biết này, những cái điểm mạnh của những cái công ty mà dù sản phẩm họ đang gặp rất nhiều vấn đề nhưng họ vẫn giữ được cái văn hóa rất tốt. Herbalife có phải là đào tạo về hệ thống niềm tin, về văn hóa biết ơn, lòng biết ơn và văn hóa tôn vinh rất tốt đúng không ạ?
rất tốt đúng không ạ? Họ yêu sản phẩm điên cuồng, họ biết ơn tuyến trên, biết ơn đồng đội, biết ơn những người ở trong cùng cộng đồng vô cùng luôn. Đó. Thế thì ở đây chị sẽ biết này, yếu tố để thành công lên một đội nhóm số 1 nó phải là văn hóa nhỉ, nó phải là văn hóa. Nếu như chúng ta có những bản sắc riêng thì chúng ta cứ làm. Tuy nhiên nó sẽ rất vất vả. Nhưng nếu như anh có một đội nhóm, đi đâu đội nhóm nó cũng hô hào, tôi tự hào khoác lên mình cái màu áo đó, tôi tự hào được trở thành thành viên của team đó, của cộng đồng đó, của cái đội nhóm đó, thì tự nhiên là người ta sẽ bị hút, người ta sẽ bị tò mò. À, thế KTP là cái gì đấy bạn? Lúc đó mình có câu chuyện để nói luôn. Ngày xưa khi Hường đến bất kỳ một công ty nào á, đến hội thảo nào á, xong bắt đầu người ta hỏi rằng là thế TCT của bạn là cái gì? Sao cái áo của ai cũng cũng để chữ TCT? Thế là mấy đứa mình hô nói nhá, việc của Hường là chỉ đi là hút thôi, nghĩ ra nhiều cách để hấp dẫn người khác nhìn đến team nhóm của mình. Và cái việc của các bạn sẽ là giải thích cái điều đấy. Thế đi đến đâu cũng nói là TCT là tâm trí tài chị ơi. Làm một cái công ty chúng em làm lựa chọn bất kể một sản phẩm công việc gì kinh doanh đặt cái tâm lên đầu. Sau đó thì tôi luyện ý chí và trở thành những người tài mang cống hiến cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Thế là trời ơi hút được kinh khủng khiếp các anh chị ạ. Hút được kinh khủng khiếp luôn. Thế thì ngày hôm nay cũng rất mong cái điều đấy ở chúng ta sẽ là những viên gạch đầu tiên để chúng ta làm những điều tuyệt vời đó, đúng không ạ? À, người ta nói rằng là có 3 cách để anh chị có thể phát triển. Một là anh chị phải là cái điều đó đi, sau đó thì mình sẽ làm và mình sẽ nói. Ví dụ này, tôi phải là bác sĩ đi, đúng không? Tôi phải là bác sĩ đi, sau đó thì tôi làm những cái việc mà bác sĩ đang làm, rồi sau đó tôi mới nói với người khác rằng là tôi đang là bác sĩ. À, hoặc là cái cách rằng là tôi sẽ nói tôi phải là bác sĩ, tôi nói nhà tôi đặt định vị luôn tôi phải là bác sĩ, sau đó tôi luyện, tôi học để tôi là bác sĩ, và cuối cùng là tôi mới làm công việc đó. Anh chị hình dung ạ. Và cái phần số 3 là tôi phải làm đi, tôi phải học đi. Đó, sau đó thì tôi trở thành bác sĩ, rồi tôi mới nói tôi trở thành bác sĩ. Thì ba cái điều này nó khác nhau. Và trong cái quá trình mà Hường đã làm cũng như là đã từng phát triển đội nhóm thì Hường thấy rằng là công thức số 2 là công thức mà giúp mình thành công nhất. Là mình phải thường xuyên nói. Đi đâu mình cũng nói là tôi là thành viên của KTP, tôi là thành viên của KTP, cộng đồng của tôi là cộng đồng kinh doanh tỉnh thức. Lựa chọn sản phẩm dịch vụ ngành nghề kinh doanh để giúp cho tất cả mọi người không bị sa đà vào bỏ vốn nhiều ôm hàng đầu tư. Có nghĩa là mình sẽ luôn luôn nói về cái việc là chúng ta chỉ đầu tư ở một cái hạn mức rất bé và chúng ta phát triển lên một cộng đồng mang giá trị nhân văn. Kinh doanh tỉnh thức đơn giản chỉ là một công việc kinh doanh nhưng giúp cho người ta không bị mê muội và phát triển bản thân mỗi ngày. Các anh chị ha. Đó, khởi nghiệp từ tâm và tạo phúc. Đó, dĩ nhiên tất nhiên là sẽ có rất là nhiều người họ nói rằng là ồ chỉ là vẽ ra để mà nói cho nó hay thôi. Nhưng anh chị ơi, mình vẽ ra nói cho nó hay còn hơn là nhiều người họ không vẽ được. Anh chị hình dung không ạ? Dù mình nói ra mình vẽ để mình nói cho nó hay nhưng còn hơn nhiều người không vẽ được bởi vì họ đâu có khởi tâm được như mình. Thế nên là cái việc người ta nói thì kệ người ta nhá. Thế thì ngày hôm nay nếu như các anh chị đang thấy rằng là mình đã có những cái cách thức để mình đi chia sẻ thì anh chị cứ làm. Nhưng mà tin chắc là nếu đi chia sẻ một một ấy, khi bản thân mình không tạo được sức hút ấy, anh chị rất vất vả. Rất vất vả. Nhưng nếu như anh chị tạo được một sức hút, anh chị đồng tâm nhất quán như một thì anh chị hút rất nhanh, rất dễ. Đây là bằng chứng thật sự, ngày xưa Hường đã làm như vậy đấy anh chị, Hường đã làm như vậy. Thế thì Hường quay trở lại câu chuyện là mình đã làm như thế nào để anh chị áp dụng thành công này. Cái việc quy trình ở đằng sau là xong rồi nhá. Anh chị không cần phải lo là người ta vào đây mình sẽ làm gì với người ta, cái đấy Hường đã lo xong rồi. Bây giờ việc của anh chị duy nhất một phần này, thứ nhất là đi lui liên tục mở phễu để hút vào cộng đồng của mình. Và số 2 là kèm cặp đi theo cái quy trình đấy, là dựa sẵn vào quy trình là mình kèm họ thôi. Đúng không ạ? Hàng ngày là hỏi theo đúng bộ quy trình, em đã xem video chưa, em đã học chưa, ngày hôm nay em rút được bài học gì, em cần chị hỗ trợ điều gì, có câu hỏi gì, có điều gì khó khăn đến với em hay không, thì những cái câu hỏi đấy Hường cũng đã soạn sẵn cho anh chị rồi, không cần phải sáng tác quá nhiều, cũng chẳng cần phải nghe quá nhiều từ họ làm gì, mình chỉ quay về đúng cái đích bộ câu hỏi đấy là xong. Hai anh chị ha. Vậy thì cái việc còn lại của chúng ta bây giờ, cái chiến lược của chúng ta bây giờ chỉ có một chiến lược duy nhất thôi, là làm thế nào để hút được cộng đồng về và làm thế nào để chuyển đổi cộng đồng đó trở thành cái data của mình, trở thành cái những người đồng hành cùng với mình là chúng ta xong. Thế thì cách phát triển đội nhóm này, thứ nhất này chúng ta phải nói nhiều lên để làm sao đi đâu người ta cũng nói rằng là KTP kinh doanh like good, KTP kinh doanh like good, KTP kinh doanh like good. Like cũng là làm like good nhưng mà chị phải làm với lại khởi tâm phúc cơ, cũng là làm like good nhưng mà chị phải làm với khởi tâm phúc cơ. Anh chị đồng ý không ạ?
Và khởi tâm book đó là cái gì? Thì bắt đầu từ ngày mai Hường sẽ làm rất nhiều video để cho các bạn đi xây ở kênh TikTok, rồi Facebook, rồi mọi thứ Hường cho chạy quảng cáo mọi nơi. Hường sẽ livestream và sẽ quay video đăng thường xuyên lên cái nhóm KTV Sinh Ra Để Hạnh Phúc đó. Để cho khi anh chị dẫn người vào trong một cái lớp gieo hạt đó thì họ sẽ nhận được giá trị của cộng đồng của chúng ta là cái gì. Ok không anh chị? Ok không ạ? Rồi, thế nhớ nhá, cái việc của anh chị bây giờ không cần phải phải sáng tác nhiều, nghĩ nhiều. Việc của chúng ta là liên tục làm sao? Trao giá trị, liên tục gieo hạt và liên tục nói. Nói tôi là thành viên của Khởi Tâm Phúc, tôi kinh doanh Live Good, tôi là thành viên của KTP, tôi kinh doanh Live Good, tôi là thành viên của KTP, tôi kinh doanh Live Good. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp tất cả mọi người kinh doanh tỉnh thức. Thế kinh doanh tỉnh thức là cái gì? Gì ạ? Khởi nghiệp từ tâm và tạo phúc. Đó, cứ như đó mình làm hoài, làm hoài, làm hoài, nó làm lòng ở trong tâm trí của mình là xong. Hệ thống muốn nhân bản nên con số hàng nghìn người, các anh chị phải đơn giản, dễ hiểu và lặp đi lặp lại. Đơn giản, dễ hiểu và lặp đi lặp lại. Còn cứ càng sáng tác ra thì anh chị càng chết. Và khi anh chị càng hỏi thì anh chị càng chết. Anh chị càng nghĩ anh chị càng chết. Đó là sự thật. Tại sao hệ thống khác lại không, những hệ thống bình thường họ không phát triển được? Đơn giản bởi vì họ suốt ngày đi giải quyết vấn đề. Hồi nãy anh chị có xem video của chú Đinh Nguyễn không? Khi bạn tập trung vào đâu thì ở đấy nó sẽ mở rộng ra. Bạn tập trung vào vấn đề thì vấn đề càng ngày nó sẽ càng nhức nhối. Nhưng bạn hãy tập trung vào giải pháp, hãy tập trung vào sự đơn giản của mình. Thế nhiều anh chị sẽ nói rằng là ừ thì đơn giản, nhưng mà có đâu phải ai cũng giống như mình. Chính xác. Bởi vì khi anh chị đi chia sẻ cho 100 người thì tỷ lệ 80-20 luôn đúng. Hay là một cách khác là giống như hồi sáng chị Nhung có nói đấy, yêu 50 chọn 10 lấy 1. Khi anh chị có được 100 chia sẻ cho 100 người thì trong đó chỉ có 20 người là ok với anh chị thôi. Nhưng khi 20 người đồng ý vào mã Like Good thì chỉ được bao nhiêu ạ? À? 6 người gọi là làm. Và trong 6 người đó chỉ có một người là con thuyền vàng của anh chị thôi. Đây là sự thật và đây là một con số đã được kiểm chứng. Anh chị nhìn trong nhóm của Hường đi, thậm chí là nhóm của chị Linh luôn. Anh chị cứ nhìn đến chị ra, Hường nhìn được đâu đó bây giờ hơn 100 người. Mà đâu đó chắc được khoảng một ngày không quá 10 người tìm đến Hường để nói chuyện. Thì anh chị biết tỷ lệ rồi đấy. Đó. Thế thì anh chị phải luôn luôn sẵn sàng với cái tinh thần và tư thế như vậy. Chứ chúng ta lại cứ bị tụt cảm xúc, con đường của hệ thống và tụt cảm xúc là chết. Là không làm được đâu. Nha, không làm được đâu, vẽ ra mục tiêu, bám sát mục tiêu. Và có nhiều anh chị thì nói như thế này. À, bữa trước anh chị biết không, khi mà Hường làm hệ thống ấy, thì Hường là một người thổi lửa rất là tốt nhé. Tuy nhiên là sau thời gian mình tu tập và lúc đó thì cái tâm của mình nó quay về trạng thái bình an. Và Hường nghĩ là thôi bây giờ thì vạn vạn sự hoan hỷ. Nhưng Hường nhận ra một điều rằng là cái tâm của mình khởi lên tốt nhưng cái con đường mình đi nó quá hoan hỷ ấy, các anh chị, giống như kiểu là thế giới sẽ không bị hủy diệt bởi những kẻ ác mà sẽ bị làm sao ạ, hủy diệt bởi sự im lặng của những người tốt. Và nếu như mình đang thấy cái điều mình nó quá tuyệt vời mà mình cứ làm từ 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 tèn 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 thì họ sẽ đi vào những cái nơi không được tốt đẹp, anh chị đúng không ạ? Thế nên nếu mình đã xác định cái tâm mình là tốt thì việc còn lại của mình là phải chiến thôi, bắt buộc phải chiến. Chiến càng nhanh thì càng giúp được nhiều người, được chưa ạ? Chiến càng nhanh thì càng giúp được nhiều người, làm càng mạnh mẽ thì kết quả càng nhiều thì mình càng tạo động lực cho đội nhóm, thì như vậy chúng ta mới cùng nhau đi đến thành công được chứ. Và cái con đường anh chị thấy đấy, chúng ta phải thực tế với nhau một điều là tất cả chúng ta nha, cái tâm nó là một góc thôi, nhưng nếu như công việc mà chúng ta đang lựa chọn không mang đến tài chính cho chúng ta thì cũng sẽ không bền được đâu. Đó là sự thật. Bởi vì chỉ khi có tiền anh chị muốn phụng sự cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội, cho những người nghèo khổ anh chị mới làm được. Và chúng ta mới đi đường dài được với nhau. Người ta đi cùng với mình vì tâm vì phúc, nhưng người ta không có tiền thì ai mà đồng hành cùng với mình được, đúng không ạ? Đó, thế thì phải chiến nhanh lên để còn giúp đỡ được nhiều người khác, nhiều người bên dưới của chúng ta nhé. Vậy thì thứ nhất là hãy nói nhiều lên về KTV. Thứ hai là chúng ta hãy là thành viên, hãy yêu Khởi Tâm Phúc như máu mủ của mình, như trái tim của mình. Và Hường sẽ xây dựng một cái văn hóa đội nhóm. Bắt đầu từ chiều ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đào tạo cái đội core team của mình. Và tất cả những anh chị trong đội core team chúng ta sẽ phải biết làm MC. Chúng ta phải biết có những kỹ năng đơn giản nhất để làm những chương trình. Bởi vì sau này chúng ta không phải chỉ là ở online, chúng ta còn gặp nhau offline làm những chương trình kem kích năng lượng cho đội nhóm. Hãy chuẩn bị tâm thế là một người dẫn đầu. Anh chị hình dung ạ? Anh chị muốn lên kim cương đúng không? Lên kim cương là 2.500 người bên dưới đúng không? Thế thì anh chị đã sẵn sàng tâm thế chưa? Tâm thế của một người lãnh đạo chưa, là phải luôn luôn hiện diện, phải tạo được sự tín nhiệm từ từ tâm của mình. Đó, phải biết đào tạo. Thì đó là cái tinh thần, sẵn sàng tinh thần của một người chiến thắng, sẵn sàng tinh thần của một người thủ lĩnh. Thì chúng ta cần phải học tập và rèn luyện liên tục. Thì bắt đầu từ chiều ngày mai,
thường sẽ đi theo đúng quy trình để kèm cặp tất cả các anh chị. Những ai mà khát khao làm có team, khát khao có mục tiêu nhất định phải đạt được kim cương thì chúng ta bắt buộc phải rèn luyện các anh chị ạ nha. Rồi thế thì nói đi, trở thành thành viên chúng ta là những cái gì mà chúng ta đang nói, và chúng ta sẽ làm cái việc đó một cách điên cuồng thì đó là cách tối ưu nhất để chúng ta phát triển đội nhóm. Và thêm một cái điều nữa, đó chính là tất cả chúng ta, thêm một cái điều nữa đó chính là tất cả chúng ta sẽ phải làm sao ạ, nhất quán. Nhất quán nhỉ, nhất quán đây có nghĩa là gì? Chúng ta có thể làm hai ba việc các anh chị ạ, chúng ta hoàn toàn có thể làm hai ba việc. Nhưng hãy nghĩ này, nếu một lúc mà đuổi bắt theo hai con thỏ thì anh chị có bắt được không? Nếu bây giờ anh chị chỉ nghĩ đây là một công việc làm thêm thì ok nhá, Hường không ý kiến nhé, bởi vì lý do nào cũng đúng cơ mà. Và anh chị nói rằng là nhưng mà bây giờ anh còn phải lo cuộc sống hiện tại, chị bây giờ phải lo cuộc sống hiện tại, chị không có tiền. Anh chị tập trung vào đây thử xem, nếu anh chị làm đúng danh sách và anh chị chia sẻ đúng, hàng ngày anh chị gieo hạt đúng, anh chị học tập phát triển bản thân đúng, anh chị làm video, làm phát triển đa kênh kể cả tệp mới luôn, anh chị vẫn ra người bình thường. Một người anh chị kiếm 600 ngàn, đúng không ạ? Anh chị vẫn có tiền mà. Và đó lại còn một kênh thụ động cho tất cả các anh chị, đâu phải là anh chị làm công việc này cũng không có tiền đâu. Tất cả chúng ta làm việc đều có tiền mà, ăn thua là anh chị có làm hay không thôi. Đó, thế thì câu chuyện ở đây nó sẽ như thế này. Một chân dẫm hai thuyền thì cũng được, không sao. Nhưng nếu như dẫm một thuyền thì anh chị sẽ đi nhanh hơn, anh chị sẽ bơi nhanh hơn, anh chị sẽ nhanh đến đích hơn. Bây giờ anh chị lại nói này, nhưng mà cái kia là mình lựa chọn trước rồi và mình cần phải làm cái điều đó cho nó đúng, đúng không? Thì anh chị cứ cố đi. Anh chị thấy là cái kết quả, cái lựa chọn cũ, cái cách làm cũ và kết quả cũ sau bao nhiêu lần bám víu với cái cơ hội cũ đó, nó đã cho anh chị được cái gì? Và nếu như anh chị xác định anh chị tạm ngưng cái đó 6 tháng để anh chị tập trung vào đây, anh chị lên kim cương. Kim cương bây giờ một tháng người ta lãnh thụ động một tháng 22.000 đô, chưa kể từ hệ thống. Đồng chia bây giờ đang là 22.000 đô và con số không ngừng tăng các anh chị. Một tháng 500 triệu thụ động, anh chị cần làm cái con thuyền kia làm cái chó gì? Đúng không ạ? Thế thì phải bám sát nó thì mới đạt được, chứ một chân hai thuyền bao giờ đến kim cương. Con thuyền lúc nó rẽ ngang, lúc nó rẽ dọc, lúc ông này ông kêu là phải họp bên này, lúc ông kia ông kêu họp bên kia, lúc ông này ông kêu học học cái này, lúc kia học cái kia, thì bao giờ anh chị mới có thể bám sát được một mục tiêu? Anh chị xác định này, năm nay mình 30 tuổi rồi, 30, 35, 40 tuổi gì đấy rồi, đúng không ạ? Và từng đó năm mình cũng đã từng bám sát rất nhiều mục tiêu nhưng mình vẫn chưa làm một cái gì ra hồn. Bây giờ mình coi như mình bỏ thêm 6 tháng đi, mà 6 tháng này đâu phải là không có tiền đâu, vẫn có tiền bình thường, đúng không ạ? Nếu 6 tháng này mà mình bám sát mình không đạt được nữa thì mình sẽ làm câu chuyện tiếp theo. Nhưng mà anh chị thấy công thức Hường vẽ ra đấy, một tuần ba người và cái tuần tiếp theo thì mình đâu cần phải tuyển nữa đâu, mình ngồi mình kèm kèm ba người của mình bằng ra ba người thì thôi. Ngày nào tao cũng gọi, ngày nào tao cũng hỏi mày đã làm cái gì, mày cần hỗ trợ gì không, mày cần giúp đỡ gì không, mày học phát triển bản thân chưa, mày coi video chưa. Ngày nào tao cũng dùng cái ngôn từ đấy, tao giả cho. Thì một cái tuần tiếp theo là chỉ tập trung cho ba cái người đó, ra ba người, đúng không ạ? Công thức của chúng ta là bao nhiêu? 7 tuần, cứ mỗi một tuần mỗi một thằng, việc của mày chỉ giám sát ba người, việc của mày chỉ giám sát ba người, mày nhìn ra ba người chiến một phát thôi là bắt đầu tuyến trên tuyến dưới, Hường F1 F2 hỗ trợ F3, đúng không ạ? Và bây giờ mình có chương trình đào tạo buổi chiều cho team rồi, anh chị việc anh chị chỉ hỏi câu hỏi rồi sau đó vứt vào trong nhóm Hường giải quyết, vứt vào Zoom Hường giải quyết. Thì trong quá trình Hường giải quyết, cái việc của anh chị là mình ngồi mình nghe cách Hường giải quyết để làm sao mình giải quyết cho F1 F2 F3 F4 của mình sẽ học từ từ, mình sẽ học từng bước một, đúng không ạ? Thế thì cái việc còn lại là anh chị hành động thôi. Công trình ở công thức có sẵn, quy trình có sẵn, cách thức có sẵn. Thế thì việc còn lại là do anh chị hành động đến đâu thôi. Cái việc mà anh chị hành động thì nó sẽ quyết định đến kết quả của anh chị. Hường có thể kéo anh chị, Hường có thể cho anh chị công thức, cách thức, đào tạo anh chị kỹ năng. Nhưng mà anh chị cứ ì ra, anh chị bảo hôm nay anh bận, hôm nay chị mệt, hôm nay con chị ốm, ngày mai chị phải đưa con chị đi thi, ngày kia chị lại phải đi đám cưới. Thế thì chịu, Hường có làm thay được đâu. Hường mà làm thay được thì Hường làm thay hết cả họ nhà Hường, chứ làm gì làm thay cho anh chị. Anh chị hình dung không ạ? Thế thì anh chị hành động đến đâu thì kết quả của anh chị đến đấy nhá. Chúng ta nhất quán, chúng ta tập trung, chúng ta thống nhất với nhau rằng là mình sẽ đi như vậy. Và mình đã không làm thì thôi các anh chị ơi, đã làm thì phải tin. Còn bây giờ nếu đã không tin ấy thì đừng có làm, mất thời gian. Làm thêm nó chỉ là mình mất thời gian và mất niềm tin thôi. Bởi vì khi mình làm thêm mình không kết quả, mà không có kết quả thì mình sẽ nghĩ là ôi trời, có tiền cho đâu, thôi đi làm quay lại cái cũ để làm, ít nhất mình cũng có một vài triệu một tháng đó. Thế thì đã không làm thì thôi, đã làm thì phải tin.
mà đã tin thì phải gì ạ, phải chiến đấu điên cuồng lên thì nó mới ra được kết quả các anh chị ạ. Đó là sự thật đó. Thì bây giờ Hường cũng đã xong cái phần chia sẻ đầu tiên của mình rồi. Bắt đầu từ sáng ngày mai Hường sẽ gửi lịch cho tất cả các anh chị, và từ chiều ngày mai nhé, cứ 3 giờ chiều là Hường sẽ đào tạo team code, các anh chị sẽ có cơ hội được lên học làm MC. Hường sẽ có công thức cho anh chị để anh chị học làm MC này, để chúng ta bắt đầu làm Zoom liên tục, Zoom buổi sáng cho cộng đồng về chia sẻ OAP, chia sẻ về live good, và Zoom buổi tối cho cộng đồng về trao giá trị, gieo hạt của KTV, để tạo thêm sức hút ở đa kênh về cái chương trình của chúng ta, để chia người cho tất cả các anh chị, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện cùng với nhau như vậy, không giới hạn tuổi tác, trai gái, nam nữ, quốc tộc, màu da, mà đơn giản là chúng ta đang chung một cái nhiệt huyết, cái đam mê và cái mục tiêu giống như nhau, thì chúng ta sẽ cùng với nhau để chiến, sẵn sàng tinh thần của một người thủ lĩnh, và chúng ta bắt buộc phải học các anh chị ạ nha. Rồi bây giờ thì anh chị muốn chia sẻ điều gì hoặc là muốn nói điều gì thì anh chị có thể mở mic ạ. Hoặc là trong một tuần qua khi mà Hường vắng bóng không Zoom, không gặp gỡ tất cả các anh chị, thì anh chị có gặp khó khăn gì không? Anh chị có thể mở mic để chúng ta sẽ cùng với nhau chúng ta giao lưu. Và sau đó thì Hường sẽ gỡ cho một người cũng là gỡ cho mọi người. Và hãy cùng với nhau nghe nhé. Đâu, có ai gặp vấn đề gì không? Thế là cả tuần qua làm thành công thế, không gặp vấn đề gì luôn. Hay là không làm? Là các anh chị không làm hay là các anh chị quá giỏi không gặp vấn đề gì vậy, hay là không biết hỏi vậy? Đừng sợ sai nhé, đừng sợ sai, hãy chịu khó hỏi. À, hồi đó Hường làm Ulicity á, Hường học được một cách thức như này chia sẻ với tất cả các anh chị. Thường thì chúng ta sẽ đi nói về cái thứ chúng ta đang làm, nhưng mà hồi làm Ulicity thì họ đào tạo hệ thống rằng là dù họ nói cái gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải quay về cái thứ mà cái sau cùng cốt lõi. Hôm bữa Hường nói chuyện với một cái chị kia, Hường hỏi rằng là thế tại sao chị lựa chọn Lightwood, thì chị nói là ừ chị thấy nó hay. Bảo thế theo chị thế nào gọi là hay? Đầu tiên chị hỏi Hường là thế này: em ơi, làm thế nào để phát triển Lightwood? Chị đang rất muốn cho những người bạn xung quanh của chị mỗi người một tài khoản, nhưng mà chị đang không biết là cho bằng cách nào để họ có thể làm việc cùng với mình, bởi vì chị thấy nó tốt nên chị muốn cho. Thế là Hường hỏi tại sao chị lựa chọn Lightwood. Anh chị chú ý nhá, đầu tiên họ là một người đang hỏi Hường cách làm, bây giờ Hường hỏi ngược lại họ này nào. Hường hỏi họ nè, thế tại sao chị lựa chọn Lightwood, thì chị đấy nói rằng là bởi vì chị thấy nó tốt. Thế theo chị thế nào gọi là tốt? Thì chị nói là ừ thì chị thấy nó vào ít tiền nên là cũng ai cũng làm được, chị thấy nó tốt. Chị chỉ dừng ở cái đoạn đấy thôi. Thường hỏi nhưng mà chị định nghĩa thế nào gọi là tốt, anh chị hình dung không ạ? Chúng ta sẽ không trả lời nhé, mà chúng ta liên tục phải hỏi định nghĩa thế nào là tốt, định nghĩa thế nào là kiếm tiền đó. Thế rốt cuộc sau cùng là chị muốn cái gì đó, thì hỏi thế chị định nghĩa thế nào là tốt, em đang hỏi chị định nghĩa thế nào là tốt. Thì chị nói là thì chị thấy rằng là nó không phải ôm hàng này, cũng không phải bán hàng này, cũng không phải đầu tư này, mà chị thấy nó cũng trả thưởng cũng tốt. Lại quay về câu chuyện là chị thấy nó cũng tốt. Thế thì Hường mới nói như vậy này, thế em hỏi chị này, không phải bán hàng, không phải ôm hàng, không phải trả thưởng, nói chung là nó tốt, thế nó tốt cụ thể nó là tốt về cái gì? Chị muốn đến cái tốt đó là vì cái gì? Chị không trả lời được. Đây là vấn đề nhức nhối của rất nhiều người các anh chị ạ. Tại sao? Mình biết nó tốt nhưng mình không dám nói vạch trần, vạch tẹt nó ra. Đơn giản là bởi vì nó dễ làm và nó dễ kiếm tiền. Thế có phải đích đến sau cùng của anh chị vẫn là tiền không? Vẫn là tự do tài chính không? Vẫn là muốn chia sẻ cơ hội cho nhiều người để nhiều người làm cùng với mình, sau đó thì mình có tự do tài chính đúng không? Và mình có cơ hội giúp họ tự do tài chính không? Ý là mình phải tẹt nó ra, mình phải bóc nó ra, mình bóc nó ra. Nhưng mà họ không biết cách bóc. Tức là họ vẫn biết rằng là ừ làm nó tốt. Nhưng mà em hỏi tất cả các anh chị, hỏi tất cả các anh chị này, các anh chị có bao giờ nghĩ rằng là mình thấy nó tốt nhưng mà mình làm xui quy lại vẫn là vì tiền không? Anh chị có bao giờ nghĩ thế không? Nào có ai nghĩ không? Hay là anh chị không nghĩ, anh chị chỉ làm cho vui? Làm cho vui à? Thế nhưng mà không ai dám thừa nhận. Chắc vui mà có dám thừa nhận đâu.
Thế mình kiếm tiền thì đâu có gì sai, đúng không ạ? Mình kiếm tiền mình có phạm pháp đâu, mình đâu có làm gì phạm pháp, mình kiếm tiền có sai đâu. Thế mình phải quạch tẹt nó ra chứ. Thế thì những người xung quanh của tất cả các anh chị cũng thế, họ cũng chỉ mong muốn những điều sau là nào thì hạnh phúc, nào thì sứ mệnh, nào thì cái này cái kia, nó tiền 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 nhất, tiền, đúng không ạ? Không có tiền không có hạnh phúc đâu, không có tiền cũng chẳng có sứ mệnh đâu, sứ mệnh bé bé hơn tiền. Hôm bữa nó vẽ cho anh chị coi ba cái vòng tròn rồi đúng không, và cái điểm giao thoa của ba vòng tròn đó mới là sứ mệnh đúng không? Sứ mệnh mà không có tiền là sẽ bị tụt ngay nhá, giữa một cái xã hội tràn đầy vật chất như thế này, kể cả thầy tu đi tu cũng phải cần có tiền các anh chị, vẫn phải nhận cúng dường từ các chúng sinh môn đệ tử, đúng hay rất đúng. Thế nên là anh chị phải bóc tách nó ra và anh chị phải đối diện với cái điều đấy. Dù trong quá trình anh chị chia sẻ người ta có nói vòng vo là vì cái điều này, vì cái điều kia, vì cái điều này, vì điều kia, thì suốt cuộc lại vẫn là vì tiền. Được chưa ạ? Thì thay vì là mình đi lòng vòng là từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nghệ An ra Thanh Hóa thì anh chị chốt luôn Hà Nội. Chị có đồng ý với em chị làm cái việc đó là vì chị muốn kiếm tiền nó cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn không? Đồng ý không? Rồi chị muốn chia sẻ cái điều đó là chị cũng muốn giúp người khác tham gia vào cơ hội kinh doanh này, rồi sau đó họ kiếm tiền thì chị ở trên chị cũng có tiền, đồng ý với em không? Rồi đồng ý chưa? Thế bây giờ họ đến quay lại câu chuyện của chị đấy, chị làm mỹ phẩm. Thế thì chị sẽ nói với chị đó là chị bán mỹ phẩm bởi vì da chị đẹp thì thích. Mẹ chị thích nhưng mà chị thích bởi vì da chị đẹp xong chị bán cho người khác, xong người khác đưa tiền cho chị thì chị có tiền nữa, chị vừa đẹp chị vừa có tiền chị mới thích. Đúng không? Chứ còn chị nếu dùng mỹ phẩm chị đẹp chị thích thì chị dùng thôi, chị bán làm cái gì? Đúng chưa? Thế nhưng mà lại chỉ là ôi chị thấy đẹp chị thích chia sẻ cho người khác đẹp cùng. Rõ ràng chị đi bán hàng mà chị còn chia sẻ cho người khác đẹp cùng. Dĩ nhiên cái đẹp cùng đó đó là cái giá trị đằng sau mà chúng ta đưa đến cái sự cốt lõi. Anh chị đồng ý không ạ? Giống như ngày hôm nay chúng ta chia sẻ live thì giá trị đằng sau chúng ta là khởi tâm phúc, là điều tốt đẹp nha. Nhưng mà chúng ta phải bóc tách ra là rõ ràng chúng ta đang làm là vì tiền mà. Đấy, thế thì anh chị trốn tránh cái điều này là anh chị không đi về đích được đâu, anh chị sẽ bị họ dẫn. Trong câu chuyện đi chia sẻ cũng sẽ bị họ dẫn. Họ dẫn chân đi lòng vòng cuối cùng là bị thua cái lý lẽ của họ. Nào thì sản phẩm không không nhiều này, nào thì chính sách cũng thường thôi này, nào thì chị tìm hiểu này. Ngay khi mà họ bảo họ tìm hiểu ấy, chị chốt cho một câu luôn. Chị tìm hiểu cái gì? Chị tìm hiểu cơ hội kiếm tiền đúng không? Xong họ bảo không, chị tìm hiểu chính sách. Chị tìm hiểu chính sách để làm gì? Chính sách để kiếm tiền đúng không? Để có tiền đúng không? Để dễ làm đúng không? Xong họ bảo không, để chị tìm hiểu. Chị tìm hiểu cái gì? Chị phải nói cái thứ chị muốn tìm hiểu là cái gì, chị muốn hiểu cái gì em cho chị hiểu cái đấy luôn. Đó. Thì khi anh chị chốt được cái đích rồi thì anh chị sẽ rất tự tin để anh chị nói chuyện. Có nghĩa là chúng ta phải bóc tách nó ra nha. Muốn bóc tách nó ra thì mình phải thừa nhận với chính mình, chứ anh chị mà cứ đi lòng vòng là anh chị bị nó dẫn ngay. Anh chị hình dung anh chưa? Thì đó là cái câu chuyện mà Hồng muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, là muốn chia sẻ thành công với một ai đó thì cái việc đầu tiên anh chị phải nắm thế thượng phong, tức là chúng ta phải là người đặt ra câu hỏi. Dù họ nói cái gì đi chăng nữa, anh chị cũng quay trở về câu hỏi cho Hường là có đúng là như vậy hay không, chị có muốn không, chị có muốn kiếm tiền không, chị có muốn có một cuộc sống, có một công việc kinh doanh bình an không, chị có muốn được học tập phát triển bản thân không, muốn không, muốn không đã. Đó, muốn thì vào Zoom, muốn thì vào Zoom, muốn thì vào Live Group, muốn thì vào KTV, muốn thì vào Zoom. Ai chẳng muốn các anh chị, ai chẳng muốn có một cuộc sống hạnh phúc toàn phần, ai chẳng muốn tự do tài chính, ai chẳng muốn có một công có một những cái sản phẩm sức khỏe theo tiêu chuẩn Mỹ rất tốt mà giá rất rẻ để chăm sóc sức khỏe cho mình, ai chẳng muốn. Ai chẳng muốn có một cuộc sống tự do thời gian. Để có được tự do thời gian thì mình phải có được chuỗi thu nhập thụ động, mà chuỗi thu nhập thụ động nó chỉ đến từ hệ thống thôi, không làm hệ thống thì có vào mắt ở đấy mà ghét đa cấp thì còn lâu mới có được tự do tài chính, đúng không ạ? Anh chị có tiền đúng không, anh chị đi đầu tư tài chính đúng không, anh chị biết tỷ lệ đầu tư tài chính thắng là bao nhiêu không? 2%. 98 người thua để cho 2 người thắng, anh chị nghĩ anh chị là ai? Anh chị cũng đang là con tép dưới mép con mèo và đang là trò chơi mua vui của những ông cuộc chơi của người nhiều tiền thôi, nên là đừng tự tin là mình đầu tư tài chính là mình sẽ thắng nha. Anh chị đầu tư cách gì cũng vậy thôi. Thế nên con đường duy nhất này, nghề làm hệ thống thì không phải là một nghề mang đến nhiều tiền nhất, nhưng nó lại là một nghề hạnh phúc nhất, bình an nhất và giúp được nhiều người nhất. Đó là sự thật đấy. Và nếu như con đường hệ thống ngày xưa anh chị bỏ rất nhiều tiền ôm hàng, anh chị phải học đủ thể loại ABCDGH, anh chị phải chạy doanh số, thì với Live Good nó quá đơn giản và dễ dàng, có phải chạy doanh số gì đâu. Phát triển được người thì phát triển, không phát triển được người thì 1 tháng cũng có 250.000 giữ vị trí hết, đúng không ạ?
không doanh số, không áp lực, không bắt mua hàng, không bắt dùng hàng, không bắt một cái gì mà không làm được nữa, thì anh chị làm cái gì cho đời bây giờ? Không có làm được cái gì đâu, Hường nói thật đấy. Anh chị nào mà Hường nói thật nhá, với những cái sự trải qua của Hường, tính đến năm nay là từ 2015, 8 năm, 8 năm để dấn thân vào cái ngành kinh doanh hệ thống, rồi thì đầu tư, rồi thì tài chính các kiểu. Hường thấy rằng là nếu như với live coach mà anh chị không làm được nữa thì anh chị đừng có mơ mộng gì cao sang, đầu tư cái gì. Cứ làm live coach đi, có tiền thì thích đầu tư thì đầu tư, đúng không ạ? Suốt ngày đầu hôm qua đi gặp cái bà kia, bà ấy bảo chị đang đầu tư cho cái công ty này, và cái công ty này nó là công ty là ủng hộ những cái sứ mệnh tầm nhìn gì của Việt Nam, Việt Lùng gì ấy. Hương bảo em thật với chị, dự án Việt Nam em tham gia giờ, hiện tại bây giờ em đang có cổ phần của 5 doanh nghiệp Việt Nam. Và những cổ phần đấy cũng y như chị nói, cũng là toàn là sứ mệnh rồi thì các kiểu. Và khi mà em nghe những cái gì ủng hộ tinh thần Việt Nam thì em yêu lắm, em thật đấy, em không bao giờ từ chối một cái gì liên quan đến sứ mệnh tầm nhìn Việt Nam, vì em rất yêu con người Việt Nam của mình. Tuy nhiên, mẹ Việt Nam làm không có cái gì mà đến nơi đến chốn để cho em nhìn thấy nó gọi là có tầm nhìn vươn xa quốc tế cả. Các ông toàn bánh vẽ thôi, cứ vẽ được 1, 2 năm xong là tịt ngòi, toàn là bắt đủ tên loại trên đời hết trơn, mà em thấy chẳng có cái gì nó gọi là tương lai. Thế thay vì bây giờ cứ đâm đầu và ủng hộ một chỗ, giống như câu chuyện là thay vì mình cứ suốt ngày lăn lỉ người nhà tham gia cùng với mình ấy, thì mình vươn mẹ thế giới đi. Bây giờ mình làm live good đúng không, là một dự án toàn cầu. Anh chị đạt kim cương, anh chị có phải được đồng chia 22% hiện tại bây giờ là 22.000 đô một tháng, tiền từ nước ngoài chảy về đúng không? Rất đúng đấy, tiền từ nước ngoài chảy về đi, xong mình thích giúp người nghèo thì mình giúp, 500 triệu một tháng giúp người nghèo thì mình giúp, mình giúp ông bà nào Việt Nam thì mình giúp, mình cho ai thì mình cho, được không? Thế cần gì mà phải đi đầu tư vào mấy cái công ty Việt Nam xong rồi mãi không ngoi ngóc đầu mới được. Dĩ nhiên là quan điểm của mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh khác nhau. Tuy nhiên là các anh chị cứ kêu là sứ mệnh với tầm nhìn, ai ngờ đâu đi đi huy động những cái gói đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam được 8%. Bây giờ anh chị đi chia sẻ 1.000 đô, anh chị được có 80 đô. Anh chị làm cái gì, tiền đâu mà ăn và doanh với trả nghiệp, bao giờ 3 4 5 mới IPO. Thì dĩ nhiên đầu tư cũng tốt nha anh chị nhá, đầu tư cũng tốt nhá, không sai nhá. Nhưng bây giờ đang cần tiền, mà lấy tiền nhanh của nước ngoài về đi, chứ những cái công ty sản phẩm dịch vụ cũ toàn là đem tiền của Việt Nam ra nước ngoài dùng sản phẩm của nước ngoài thôi. Ở Live Good anh chị dùng cũng được, anh chị dùng thì anh chị sẽ đi về cốt lõi, anh chị chăm sóc sức khỏe cho mình rất tốt mà đúng không? Nhưng mình cũng đâu đáng kể, đâu có phải ôm hàng tồn hàng giống như những công ty kết đặt trước đâu. Công ty trước anh chị để có được doanh số anh chị phải chạy điểm này, xong rồi chạy doanh số cá nhân này, doanh số nhóm này, xong bắt đầu phải vào mã liên tục này. Thế nên là nó làm gì có tiền, tiền bao nhiêu là đem đi nuôi nước ngoài hết, nuôi doanh nghiệp của họ hết. Còn ở đây chúng ta là như thế nào ạ? Chúng ta thích thì mình dùng cho cá nhân mình thôi, mình có phải ôm hàng đâu, có bắt mình dùng đâu. Mình thích thì mình dùng, mình chăm sóc sức khỏe của mình là tốt cho mình mà, đúng không ạ? Nếu như những công ty kia mà nó cũng chỉ là bạn có nhu cầu đến đâu bạn dùng đến đấy á, thì nó lại là câu chuyện khác. Đây bắt doanh số rồi chạy thế bà nội luôn đó. Thế thì ở đây nó rất là nhân văn là như vậy. Khi mà nên là anh chị cố gắng lên, anh chị muốn góp sức chung tay để làm cho đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh thì anh chị cần phải làm gì ạ? Chiến mạnh mẽ lên, anh chị lên kim cương đi, xong anh chị kiếm được tiền đi, anh chị có thu nhập thụ động bền vững đồng chia toàn cầu đi, anh chị dùng một ít tiền đấy anh chị đăng ký thuế thu nhập cá nhân, anh chị đóng thuế cho nhà nước thì nhà nước lào sò anh chị. Anh chị hình dung ra không ạ? Mình kiếm được tiền, mình sẵn sàng để mình giúp đỡ những người nghèo khổ hơn mình sẵn sàng đóng thuế để giúp dân giàu nước mạnh, để phục vụ những cái lương cho những công an chiến sĩ bảo vệ đất nước này kia, bình thường mà mình đang giúp ích cho đất nước mình thì bằng cách này hay cách khác, miễn sao là cái hệ giá trị mình đưa ra nó mang đến sự nhân văn, đến sự tử tế là được, đúng không ạ? Và cái mục đích của chúng ta là như vậy, không làm thì thôi, đã làm thì phải 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 như thế. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể nhờ rất nhiều các trang mạng xã hội để khơi thông thêm những cái tệp khách hàng của mình. Hướng lấy cụ thể nhé, bây giờ anh chị thấy không, ở trên TikTok á, anh trai của Hường đang làm về cái mảng cung cấp su ở trên TikTok, và nếu như mà anh chị mà biết đến những cái mà cung cấp su donate tặng con sư tử đấy kia ấy, đại loại là như thế, thì tất cả những cái đội mà rất nổi tiếng của TikTok không ai không biết anh trai của Hường là người đứng đầu trong cái lĩnh vực bỏ xỉ su cho cái đội TikTok đấy. Thế thì Hường đã tham gia những cái chương trình donate của anh Hường, mà Hường hiểu một cái tính chất như này. Những cái bạn ví dụ như là Đạt Villa hay là Sơn Sói hay rất nhiều người nhé, bọn nó thường lấy tiền của nước ngoài và lấy tiền của những người cuồng bằng cái cách là donate cùng với lại những cái người ở Trung Quốc hoặc ở nước ngoài. À, tại sao Hường lại nhắc đến cái điều này? Anh chị hình dung này, ở trên TikTok chúng ta hoàn toàn có thể kết nối với đa quốc gia. TikTok hay là Facebook cũng vậy, chỉ cần đến Google dịch thôi là anh chị có thể tiếp cận và chia sẻ cái mạng lưới của mình đến đa quốc gia, và đặc biệt Live Group bây giờ nó rất là phổ thông rồi.
Thế nếu như bây giờ anh chị làm một cái video của Việt Nam đi nhá, giọng của mình đúng không? Hoặc là làm video bằng AI, anh chị lên AI và anh chị search soạn dịch ra bằng tiếng Anh. Sau đó mình làm video đó bằng cái giọng AI của tiếng Anh. Sau đó mình chạy target tiếng Anh luôn, mình kiếm luôn tệp nước ngoài luôn. Thì đâu nhất thiết phải phụ thuộc vào Việt Nam. Anh chị hình dung ra không ạ? Nếu một khi đã xác định làm lớn, anh chị không nhất thiết phải chỉ tập trung vào người thân của mình. Người thân của mình chỉ là một con số rất bé thôi. Mà mình tập trung vào mạng lưới ở ngoài kia. Việt Nam có đến bao nhiêu ạ? 98 triệu dân. Và toàn thế giới thì đến 8 tỷ dân. Trời ơi, bao la bát ngát. Mà mình mục tiêu của mình chỉ cần 2.500 người là mình đã xong rồi. Mà đâu cần 2.500 người đâu. 2.500 ID. Thậm chí chỗ đó thậm chí khoảng tầm hơn 1.000 người thôi. Người 2-3 tài khoản là xong. Đúng không? Mình gường đây 7 tài khoản đây này. Đó. Thế thì câu chuyện rằng là chúng ta hoàn toàn có thể có rất nhiều cách để có thể lên được kim cương, và thực tế là cái con số mà một tuần ra 3 người xong kèm cặp nó dễ lắm luôn ấy. Mình cảm thấy là người thân của mình, bạn bè của mình, mối quan hệ cũ của mình mà không ổn thì mình hoàn toàn có thể là xây dựng ở trên các trang mạng xã hội. TikTok là một cái nơi tiếp cận vô cùng lớn nhé. Anh chị mà muốn tìm hiểu thì có thể liên hệ với bạn Đô. Mấy bữa nay bạn nhắn trong nhóm đấy, bạn hỗ trợ rất nhiều anh chị em trong nhóm đấy, thì cứ nhờ bạn ấy hỗ trợ về vấn đề mà ở cách thức làm thế nào để target, làm thế nào để chạy quảng cáo ở trên đó, làm một vài video, sau đó thì bỏ ra vài trăm ngàn chạy quảng cáo một vòng, chạy quảng cáo cái video làm mình cảm thấy hay nhất đó các anh chị. Cứ làm cả video Việt Nam và cả video tiếng Anh cho vừa, cái con AI nói được tiếng Anh mà, hình dung không ạ? Nó nói được tiếng Anh mà, mình đâu phải nói đâu. Thì sau khi nó nói xong mình cho chạy quảng cáo luôn, thế là mình tiếp cận tệp chứ có cái gì đâu. Dễ, nếu mà muốn phát triển thị trường quốc tế dễ lắm luôn. Mà bây giờ Live Good thì đang rất là phổ biến rồi. Thế quan trọng là cái sự hiện diện của bạn ở đâu và cái độ uy tín của bạn ở đâu, bạn đi giải cái link giới thiệu ở đâu thôi. Được chưa ạ? Đó thì đó là những cái cách để anh chị có thể phát triển. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ từng ngày ở trong chương trình đào tạo buổi chiều, Hường sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị. Và anh chị gặp bất kể một khó khăn gì hay khúc mắc gì, anh chị phải hỏi nhá. Phải biết hỏi thì Hường mới trả lời được. Bởi vì góc nhìn của Hường nó khác, anh chị khác. Cho nên là mỗi một người sẽ có một góc nhìn khác nhau, mình sẽ bổ trợ, học hỏi lẫn nhau để mình phát triển hơn cho công việc này. Đó, thế thì vẫn là câu nói đấy. Muốn đeo vương miện lên đầu thì chúng ta cần phải đặt mình vào một cái vị thế là chúng ta trở thành người chiến thắng thì sẽ như thế nào? Tinh thần lúc nào cũng phải như một chiến binh ấy. Nha. Thì mình mới có thể đạt được. Chứ suốt ngày thì gì huyền ẻm về lý với trả do. Làm gì có lý do. Vừa bây giờ Hường còn tống hết con đi rồi kìa. Con cái là động lực không phải là rào cản. Tuy nhiên hiện tại bây giờ mình cần tập trung vào đâu? Thời gian này mình ưu tiên là việc gì? Tống đi hết. Hôm qua chở hết về nội về ngoại cho lên trường hết. Chẳng nuôi đứa nào. Để tập trung cho anh em. Rồi. Rồi cả nhà có gì muốn chia sẻ không? Có gì muốn nói không? Thì có thể bật mic lên ạ. Trời ơi. À có một cái điều nữa nhé. Sân khấu và bục giảng là nơi có kho bạc đấy. Anh chị mà không tập nói, anh chị mà không tập đứng lên, không tập xuất hiện thì còn lâu mới có thể làm thủ lĩnh được. Không nói thật đấy. Nên là kể cả mình bật mic lên, mình nói là ừ chào mọi người, mình là Nhung hay chào mọi người, mình là Hưng thì đó cũng là nói mà. Mình từ từ từng bước một. Đúng không ạ? Không giành sân khấu thì còn lâu mới làm leader được. Đấy là sự thật. Chẳng có leader nào mà ngồi sau mà im bao giờ đâu. Khó lắm. Ít lắm. Mở mic lên nói thế rồi không mở mic nữa. Vẫn xấu hổ à? Mấy anh chị vẫn xấu hổ à? Ngồi cười đi, bà nào vào đấy cứ nhe răng ra cười. Cười cái gì? À cười cái gì? Để anh nói. Rồi ok mời anh. Rất là xin cảm ơn thủ lĩnh Hoàng Hường, thì cũng trong chắc với hơn tuần này đấy không, thì cũng đang không có gặp nhau. Nói chung là nạp lại cái nguồn năng lượng, thì trong cái thời gian vừa qua thì cũng nhận được sự giúp đỡ của bạn Đô, thì mình cũng bắt đầu đang xây dựng kênh TikTok, thì bây giờ cũng thu hút được cũng khá nhiều cái lượt lượt like. Nói chung là còn để đến thành công thì Lời nó cũng quá. đã để một cái dự án mà nó đến thành công, thì nếu mà theo như mình nghĩ, thì nếu mà để một cái thành công nó lớn, nó gọi là lâu dài á, thì mình đi đi theo từng bước và đi đến đâu rồi chắc đến đó. Có nghĩa là mình không đặt cái mục tiêu là ví dụ như hôm nay tôi phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà cái nền tảng đó nó sẽ giúp cho chúng ta kiếm được tiền trong tương lai nó như thế nào.
đó là theo cái quan điểm của cá nhân, cho nên là mình sẽ xây dựng dần dần các cái tiệm khách hàng và mình sẽ đi sâu vào. Theo như trước thì có một cái chương trình Zoom tổng á, thì có một số thành viên các anh các chị đi trước thì họ cũng có chia sẻ là mình sẽ có ba loại tiệm khách hàng. Thứ nhất là tiệm khách hàng nóng, khách hàng nóng là những người bạn thân thiết của mình nhất, những người thân trong gia đình là khách hàng nóng. Còn khách hàng ấm là những người bạn bè của mình, và khách hàng lạ, khách hàng mà gọi là khách hàng lạnh nhé, là những người mà chúng ta chưa quen biết. Và theo như bạn ấy nói là mình nên phát triển về cái khách hàng lạnh hơn, là vì với những người khi mình chưa quen biết á, thì mình nói chuyện và giao tiếp thì nó dễ hơn so với những người mà mình đã biết rồi, là vì bản thân của mình như thế nào trước đây ra làm sao thì theo như mình nghĩ thì là có người ta trong bạn bè hay là những người thân mình cũng nắm bắt mình được 60-70% rồi. Mà trước giờ thằng này nó có như thế này đâu, sao mà bây giờ nó lại như trở lên như thế này chẳng hạn, như thế họ biết công việc của mình như thế nào thì mình tiếp cận khách hàng lạnh. Và cái xu hướng của mình là giờ mình chỉ tập trung vào khách hàng lạnh và cũng đang kết nối nhắn tin với một số bạn. Thứ nhất là gọi là cũng đang gọi là trong cái giai đoạn làm quen, mình chưa đặt vấn đề, và để chắc chắn sau một thời gian thì mình sẽ dần dần thì mình sẽ đùn vào những cái thông tin, đẩy dần vào vào trong não của họ. Mà khi nào mà ai mà họ tò mò họ tìm kiếm thì mình sẽ xác định được mục tiêu, là bắt đầu là mình sẽ khi đã xác định được mục tiêu đó thì mình sẽ quay lấy họ, và tóm lại là mình sẽ dành, còn việc thắng thua thì mình chưa biết, nhưng mà mình sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc người ta. Gọi là và mục tiêu của mình đặt ra như trong hôm qua là mình một tháng là từ 3 đến 5 người đó, và chính thức từ khi bắt đầu mình quyết định xây cái kênh TikTok, và bạn Đô đang rất hỗ trợ mình trong cái vấn đề đó. Và mình vẫn đang, mặc dù là rất bệnh và bây giờ hôm nay đã nằm trên giường viện, mình vẫn cố gắng là một ngày duy trì 8 8 video để đăng lên trên trên TikTok và kết nối với một số các cái hôm trước vào trong các cái nhóm mà Hoàng Hường đưa vào đấy, thì mình đang đi tìm những cái đối tượng, nhiều đối tượng nhắn tin hoặc không trả lời 2-3 lần thì mình bỏ, còn đối tượng nào mà trả lời thì bắt đầu mình sẽ gọi, giống như chúng ta sẽ kết một cái tình bạn mới. Hiện tại là mình đã kết bạn được với 3 người và chưa biết thông tin là người ta bao nhiêu tuổi, nhưng mà đang trong cái giai đoạn gọi là kết nối thì đang sẽ khai thác trong vòng 1 tuần. Nếu mà đối tượng nào mà ok thì chúng ta chăm chăm sóc tiếp, còn mà không ok là coi như là đưa vào blacklist luôn, thì ta lại đi tìm đối 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 tượng mới, có nghĩa là sẽ, vì nó không phải là có một người, chúng ta có thể có cả nghìn người. Mà ví dụ bây giờ chúng ta chăm sóc một lúc 100 người không có khả năng, chúng ta chỉ chăm sóc 3 đến 5 người một, hoặc là giống như người ta bảo là yêu 10 mà chọn 5 thì lấy một thôi. Nói chung là trong cứ xác định cái tiệm khách hàng 5 người một và chúng ta sẽ loại trừ và bỏ đi. Nếu mà trong thời gian 1 tuần mà chiến đấu không được thì lại tìm tiệm khách hàng khác, thì đó là cái con đường và cái định hướng là mình xây dựng. Còn thời gian này và đến khoảng 3 4 tháng sau là mình không có quan tâm đến thu nhập, quan tâm đến có nghĩa là sau này sẽ có bao nhiêu người ở dưới chân mình thôi. Thì cái đó nó mới là lâu dài, chứ còn mà bảo là tháng này tôi kiếm được 100 đô, 200 đô, 500 đô hay là 1.000 đô nó không quan trọng. Nếu mình kiếm được tháng này được 1.000 đô mà tháng sau mình không kiếm được đô nào thì lại phải xem lại cái mục đích. Đây là cái chiến lược của mình nhé. Đây là sau khi một thời gian được học tập, được đào tạo, được trải nghiệm thì mình sẽ xây dựng là mình sẽ từ ít đi lên, chứ không có từ trên từ từ nhiều mà đi xuống. Không, có thể là 3 tháng mình tạo ra 1 người, nhưng mà sau 2 tháng mình có thể lên 4-5 người, 5 tháng. Còn chiến lược là không không có giới hạn về thời gian, xác định là đã xây dựng là có nghĩa là sẽ theo 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng hoặc là 6-7 tháng, mình chậm thì mình có thể lên đến cả năm, mà còn quyết là không bỏ. Còn trường hợp mà mình mà đến làm đến như vậy mà không được thì đó là năng lực của mình nó không có, là vì thì mình phải chuyển hướng cái khác. Còn bây giờ mình làm ngoài bản thân mình, sau lưng mình đang còn có rất nhiều, ví dụ như bạn Kim Thoa thì có thể là giúp đỡ về mình xây dựng về hình ảnh, về thương hiệu. Thì tối qua cũng đã xem về làm về cái Canva, thì cũng bắt đầu chuẩn bị thiết kế về 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 hình ảnh, về thương hiệu. Rồi ví dụ như về các cái quy trình về xây dựng hệ thống thì trước giờ chúng ta đã có được chương trình đầu đào tạo Zoom của chúng ta là có tính ra là 14 buổi rồi. Thì nói chung là ít nhiều thì chúng ta cũng sẽ nạp vào trong trong não được một ít, chứ chúng ta cũng không phải vào đây cũng chỉ để nghe không.
và mỗi người thì sẽ có một cái chiến lược và cái định hướng riêng. Thì đây là trên trên đây là cái quan điểm cũng như thế là cái nước cá nhân của mình. Mặc dù thì thời điểm này nó cũng xét về về bản thân thì nó đang có rất nhiều vấn đề về, tất nhiên lý do thì người ta bảo là lý do nó có rất nhiều. Anh ấy bị đơ mạng rồi hay là của em bị đơ vậy? Em không thấy anh ấy nói chuyện được Để nữa vậy. xin thủ lĩnh. Của anh bị đơ rồi. À, Nó nói đấy. lại. Mạng yếu. Tuyệt vời, rất tuyệt vời anh Hưng. Hôm nay anh bị làm sao mà lại vào viện vậy? Anh quay lại để đi xạ trị á, chắc là khoảng mất 20 khoảng 20 ngày nữa. Ồ, tuyệt vời quá. Em chúc anh gửi bình an đến anh. Rồi. Vào viện nó vẫn tham gia Zoom, vẫn học tập, vẫn làm việc, một ngày vẫn kiên quyết 8 video, quá tuyệt vời, điều mà em vẫn chưa làm được đấy. Anh thì từ hôm bắt đầu làm hôm nay anh cứ ngày hôm nay đủ, hôm trước thì mình đang muộn quá vì công việc ở công Vâng. kia nhiều, nhưng mà sáng nay thì bắt đầu là đi trên xe là từ 5 giờ sáng là bắt đầu đã hoàn thành 8 video để Tuyệt vời. đăng trước giờ sáng rồi, theo theo Đó. như bạn hướng dẫn thì À, tuyệt vời quá. Thế thì em gửi năng lượng bình an đến anh. Chúc anh mau khỏe để có thể quay về hoàn thành nốt cái con đường mình đang đi. Ở nhóm của chúng ta cũng vậy. Nếu anh chị nào mà đang cần cái phần mà hỗ trợ về về TikTok hay là những kênh trang mạng xã hội có thể liên hệ với lại bạn Đô để được hỗ trợ đúng không ạ? Quay lại cái đoạn mà anh Hương anh nói em thấy rất là hay. Có nghĩa rằng là thực ra nhé, cái nguyên tắc bán hàng nó sẽ như thế này các anh chị này. Cái nguyên tắc của bán hàng này. Số 1. Nguyên tắc, tất cái nguyên tắc này là nguyên tắc bất di bất dịch nhé. Anh chị nhảy cóc bước nào là anh chị mất bước đấy, đúng không ạ? Cái số 1 này, đó chính là phải ban cho họ một cái gì đó. Nào, ban có nghĩa là gì? Ban có nghĩa là mình cho đi ấy. Thế thì tại sao đầu tiên các anh chị phải thấy anh, như anh nói là ừ anh không tập trung vào cái mối quan hệ cũ, nhưng mà anh sẽ đăng một ngày 8 video và anh bắt đầu tiếp cận được những mối quan hệ mới, bắt đầu kết bạn và không có mục đích gì. Anh chị hình dung này, ngay cái câu chuyện là không có mục đích gì, đó mới là mấu chốt. Mình vừa tiếp cận với họ phát đã, mình đã xác định chốt luôn rồi, nghĩ luôn này, vào vấn đề luôn này. Thế thì tỷ lệ thắng vẫn có nhé, tỷ lệ chốt thành công vẫn có, nhưng tỷ lệ fail rất nhiều. Bởi vì họ chưa đủ đủ tin, chưa đủ yêu. Thế thì trong kinh doanh nó có 7 B. B đầu tiên là ban. B thứ hai là sau khi mình ban cho họ một cái điều gì đó thì họ sẽ biết đến mình là ai. Là B thứ hai là B biết. Biết đến mình là ai thì đến B số 3 đó chính là trở thành bạn của nhau. Đúng không ạ? B số 3 sau khi là bạn của nhau thì mới đến B số 4 là chúng ta bàn bạc với nhau về cơ hội, về cái công việc, về này về kia thì mới là cái số 4 là bàn. Đây anh chị vừa phát là tôi với bạn quen nhau thì tôi bàn với bạn luôn về công việc kinh doanh của tôi. Đó. Kể cả những người quen rồi chúng ta vẫn phải đi lại cái bước đầu tiên. Ban cho một cái gì đấy. Hương kể, hồi sáng nay Hương mới kể cho đội chị Nhung nghe. Là ngày xưa ấy, lúc mà Hường đang có hệ thống làm việc rất là tốt, Hường có sản phẩm kinh doanh, Hường đang người sản xuất luôn. Thế nhưng mà cái cô bạn của Hường ở ngoài Hà Nội đi vào Hồ Chí Minh gặp Hường thì lại đi sẵn tận nhà. Thế là bạn ấy bắt đầu bước chân vào làm cái công ty Z Group của Hàn Quốc các anh chị. Thì bạn ấy đến nhà thì thay vì là đến thăm nhau đúng không? Bạn ấy đến nhà, rõ ràng là bạn có mục đích nhá. Nhưng bạn ấy đến nhà, bạn ấy tặng ra Hường một cái hũ, một cái tuýp kem đánh răng và một cái bộ bàn chải 4 cây của thằng Z Group. Thì sau khi bạn ấy tới nhà, bạn tặng bạn bảo này, đợt này tôi bắt đầu bước chân vào kinh doanh cái này, nó là một công ty của xã hội, nó hay lắm bà, tôi tặng bà để bà dùng thử xem nó tốt hay không nhá. Đó, nó tặng mình một phát, thế là mình mang ân huệ của nó luôn. Thế là mình hỏi là ô thế nhưng mà cái này là công ty xã hội như thế nào nhỉ, nghe lạ lạ. Thế là bắt đầu bạn ấy vẽ ra là công ty này nó có cái gì khác biệt với những công ty cũ ngày xưa. Bởi vì tặng cho mình nên mình mang cái ân huệ trong người, anh chị hiểu không ạ? Và thế là mình hỏi ngược lại là ơ thế công ty này là như thế nào, mà tại sao bà lại lựa chọn nó? Tức là ngay khi mình hỏi thì nó được cơ hội, nó phun ra cả vòng luôn. Thế là cho mình luôn, thế là mình vào luôn gói 25 triệu. Lợi hại không ạ? Đó, thế thì cái từ khóa ban này ngay cả với những người thân của mình cũng vậy, mình đừng có vội chưa gì hết đang bàn với nó để kêu nó vào với mình, đúng không ạ? Thế thì cái đoạn ban này mình sẽ ban những cái gì? Chúng ta nếu như với những người quen của chúng ta thì nó có thể là những cái gì liên quan đến vật chất, liên quan đến tinh thần nhé. Còn những người ngoài thì nó sẽ có những từ khóa thế này. Nó sẽ có 7 từ khóa mà hầu như chúng ta ai cũng quan tâm. Thế mình sẽ xem mình sẽ có những điểm mạnh gì.
anh chị có thể ghi lại. Từ khóa đầu tiên đó chính là những kiến thức liên quan đến làm tỉnh. Ví dụ anh Hưng này, anh Hưng đang làm TikTok về chủ đề gì? Kinh doanh à? Ừ. Thì ví dụ như vậy, anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái chủ đề đấy, chị ban cho người khác những mối quan hệ xung quanh của mình. Mình định vị bản thân mình là cái gì đấy thì tùy nhá. Làm tình ở đây có thể là hài hước, khi mà mình nói chuyện hài hước về chuyện nam nữ này, về những câu chuyện phòng the này đó. Hoặc là chúng ta có thể quan tâm đến sưu tầm những cái bài viết liên quan đến hài hước về câu chuyện vợ chồng, câu chuyện trai gái, câu chuyện yêu đương. Ban cho họ những cái thú vui giải trí, đó cũng là ban các anh chị nhé, chứ không phải là nhất thiết phải là vật chất nhé, đúng không ạ? Chủ đề số 2 đó chính là làm tiền. Làm tiền là cái Hương đang làm đấy. Đó là vì những cơ hội kinh doanh, những cơ hội đầu tư, hoặc là những cái gì về phát triển bản thân, kiểu là như vậy ha. Làm tiền đây có thể liên quan đến kiếm tiền này, liên quan đến quản lý tài chính này, liên quan đến học kinh doanh này, liên quan đến cách chi tiêu hợp lý này. Thì đó chính là kiến thức, mình ban kiến thức các anh chị, ban kiến thức để tạo niềm tin, để biết nhau, thích nhau, trùng năng lượng thì thích nhau thôi, đúng không ạ? Cái số 3, chủ đề số 3 rất nhiều người quan tâm, đó chính là làm về sức khỏe. Làm về sức khỏe. Thế thì làm về sức khỏe nó sẽ có gì ạ? Những bí quyết về chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên này, rồi những cách thức ăn uống, tập thể dục, có những bí quyết để giữ vóc dáng chuẩn, rồi thì những cái giảm cân, rồi những kỹ năng kiến thức về hiện tại thì đang có một cái trend là ăn thô hay là nhịn ăn thanh lọc cơ thể. Đó thì mình hoàn toàn có thể siêu tập và mình tìm cho mình những cái tệp đó. Quan trọng là gì ạ? Mình ban cho họ một kiến thức gì đó để kết nối năng lượng trùng với nhau, thích nhau. Giống như Hường đợt này, anh chị thấy Hường đang tỏa ra năng lượng gì anh chị biết không ạ? Hường đang tỏa ra cái năng lượng của thiền định. Hường đang tỏa ra năng lượng của tu tập. Và anh chị thấy không, những người mà Hường đang hút thời điểm gần đây là đa phần những người đều khai ngộ và những người tu tập và những người rất ý thức về 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 đạo đức, về nhân quả. Đó là những cái gì mình tỏa ra mình sẽ hút được các anh chị nhá. Đó là sự thật đấy. Họ thấy trùng năng lượng là họ thích thôi. Đúng không ạ? Thế thì tùy chúng ta nhá. Tiếp theo đó chính là về chủ đề về làm đẹp. Chỉ cần tìm được một điểm chung là chúng ta có câu chuyện để nói với nhau rồi. Làm đẹp thì ví dụ như là bí quyết trang điểm đẹp này, rồi bí quyết dưỡng da này, rồi thì cách ăn mặc thời trang, phong cách, vân vân và mây mây, nó liên quan đến làm đẹp. Thứ tư đó chính là làm cha mẹ. Làm cha mẹ thì chị Kim Hoa đang đi, thấy rất là hay. Tức là mãi bên con yêu rồi đấy, chị Kim Hoa đang đi hướng làm cha mẹ đấy. Thì anh chị sẽ chia sẻ cách nuôi dạy con này, rồi thì cách kết nối làm bạn với con này, rồi cách cách đồng hành phát triển cùng con này, rồi những kiến thức nuôi dạy con này. Ví dụ như là Hồng, em hoàn toàn có thể xây dựng trên những cái trang mạng xã hội về cái cách mà em đang có 3-4 đứa con bé không? Đó, thì em hoàn toàn có thể xây dựng để em tìm điểm chung là mẹ bỉm sữa trải qua rất nhiều mất mát đau thương, lựa chọn kinh doanh nhiều thứ, đầu tư nhiều thứ, nhưng ngày hôm nay mình lựa chọn con đường kinh doanh mình ăn là cái gì? Đó, thì hàng ngày em chia sẻ với con, người ta tìm điểm chung thì người ta sẽ tìm hiểu em đang làm cái gì. Thì đúng không? Đó, thì đó là cái phễu nhá. Rồi tiếp theo đó chính là làm người. Làm người có nghĩa nó sẽ liên quan đến học phát triển bản thân. Nó sẽ liên quan đến chia sẻ về kiến thức, về kinh nghiệm. Nó sẽ liên quan đến những câu danh ngôn, châm ngôn sống, câu danh ngôn, châm ngôn truyền động lực. Đó thì mình cứ chia sẻ, mình cứ cho đi, mình cứ làm những cái điều tích cực. Và cuối cùng đó chính là làm bếp. Làm bếp thì có nghĩa là mình có thể chia sẻ những video về dạy nấu ăn này, rồi những cái cách thức lựa chọn sản phẩm thực phẩm sạch này. Mọi thứ mình đều có thể link qua công việc của mình được mà. Rồi có thể cách thức mẹo nhà bếp này. Thì chốt lại 7 cái là gì? Thứ nhất là làm tình, thứ hai là làm tiền, thứ ba là làm sức khỏe, thứ bốn là làm đẹp, thứ năm là làm cha mẹ, thứ sáu là làm người và thứ bảy là làm bếp. Đây là 7 cái chủ đề mà ai cũng quan tâm, nhưng người quan tâm cái này nhiều, người quan tâm cái kia nhiều. Thì mỗi một người sẽ có, nó xoay quanh cái cuộc sống của mình để mình ban cho người khác những cái điều đó. Anh chị xem là trong 7 cái đó mình đang giỏi về cái gì, mình đang am hiểu về cái gì nhiều nhất, thì mình dùng đó làm cái kim chỉ nam để mình chia sẻ nhiều, để người ta biết đến mình là ai. Anh chị đúng không ạ? Ban một cái gì đó để họ biết đến mình là ai, sau đó trở thành bạn này. Muốn thành bạn thì phải trùng năng lượng và có cái tiếng nói chung. Có thể là ngày hôm nay Hường có tiếng nói chung với lại anh Hưng, bởi vì là hai anh em đã từng làm tài chính rất là nhiều và thất bại rất là nhiều. Bây giờ mình muốn làm một công việc gì đó nó làm để lấy lại đi, để làm lại đi, nó giúp anh em đi cùng với mình nhiều lần thất bại giờ thắng một phen đi, kiểu thế. Thì ít nhất là anh em phải có cái câu chuyện gì để nói cùng với nhau. Thế thì bây giờ bạn và những người mà bạn sắp tiếp cận đó có cái gì để nói cùng với nhau hay không? Phải nhìn ra nhá, phải nhìn ra cái điều này. Đó. Thế thì chúng ta phải nhìn xem là mình đang có cái điểm mạnh gì. Nếu mình có cái điểm mạnh đó thì ngay lập tức là trên cái bài đăng của mình, ở trên các trang mạng xã hội, mình phải luôn luôn liệt kê về cái điều đấy. Đúng không ạ? Luôn luôn liệt kê về cái điều đấy. Thì mình mới ra được cái mấu chốt, cái khúc mắc, cái đoạn mà điểm chung. Thế thì ban cho họ xong, họ biết đến mình là ai, họ biết mình làm công việc gì, rồi mình biết đến mình là ai đã nhỉ? Sau đó thì gì ạ?
làm bạn của nhau. Làm bạn ở đây thì đừng vụ lợi vội, cứ chơi với nhau đã, cứ chia sẻ với nhau đã, cứ nói chuyện với nhau đã, và thường xuyên lồng ghép câu chuyện bản thân của mình vào trong cái quá trình làm bạn với nhau. Ngày xưa ông làm cái gì đó, kiểu làm bạn với nhau, hoặc là ngày xưa ông làm cái gì? À, ngày xưa tôi làm, ngày xưa Hương làm cái gì? Em thì ngày xưa toàn dính vào mấy cái dự án tài chính rồi, chết sấp mặt ra giờ, em sợ tài chính lắm rồi. À, có nghĩa mình chỉ hỏi về ngày xưa thôi, câu chuyện ngày xưa của nhau để tìm điểm chung. Hoặc là hồi xưa anh ở Thanh Hóa thì anh có biết biết suối Cá Thần không? Em hồi xưa là suối Cá Thần rồi đấy, gần nhà anh không? Đó, thì anh em mình khi mà mình làm bạn với một ai đó, mình sẽ vào phần tiểu sử, mình xem thử xem là à cái tiểu sử người đó họ quê ở đâu, họ có những người bạn nào chung với mình không, hoặc là nếu như không có thì mình tạo được không. Vừa đã có những video hướng dẫn anh chị cách để tạo mối thân quen để thành bạn bè của nhau đấy. Đó, thì mình hoàn toàn có thể tạo nhu cầu và kiếm câu chuyện để thành bạn của nhau. Sau khi làm bạn xong thì chỉ có tương tác để kết thân. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta có online đầy anh chị ở đây thường chưa gặp bao giờ nhưng rất thân nhau đúng không ạ? Đó, thế thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái điều đó qua online. Sau khi thân nhau rồi thì mình mới bắt đầu bàn với nhau là thế đợt này công việc của bạn thế nào, có tiến triển gì không, tương lai nếu mà bám vào đấy 1 năm nữa thì tương lai như thế nào. Thế bây giờ tôi đang làm cái này tôi thấy rất là ok, bạn từng đi tìm hiểu thử xem. Thế hôm nay bạn vào Zoom đi, coi như là tình bạn của chúng ta bấy lâu nay bạn vào Zoom một lần, bạn xem biết đâu phù hợp thì coi như là nó hữu duyên, còn không phù hợp thì thôi, tình bạn của chúng ta không có gì thay đổi. Anh chị hình dung ạ, thì đó cũng là cái cách rất nhẹ nhàng để mình đưa họ vào Zoom tham gia chương trình Zoom của chúng ta, ok chưa? Thì Hường sẽ có, Hường nói rồi đấy, là 1 tuần sẽ có 3 buổi sáng làm Zoom chia sẻ với Live Group. Anh chị hoàn toàn có thể mời vào Live Group, còn nếu những người nào mà đang kinh doanh sản phẩm của họ mà yêu á, mình ở đoạn bước 3 là Hồng ơi em đang bán cái sản phẩm đấy à, chị đang có cái lớp học này về đọc vị khách hàng hay phết, em tối nay em rảnh không em vào em xem, chị thấy nó rất là giá trị đấy, em xem để em phát triển công việc kinh doanh của em chứ mình không vụ lợi nhá, mình sẵn sàng mình cho hoa học đúng không ạ, đó mình không vụ lợi nhá. Thế thì vào đấy Hường không chốt đâu các anh chị, Hường đã xác định rồi, Hường sẽ đẩy về lớp nhóm KTV à quên Live Hút KTV, thì anh chị vào đấy chịu khó đăng bài trong đó đúng không ạ, chịu khó đăng bài trong nhóm đấy nhá. Bắt đầu từ ngày mai khi Hường đào tạo đội core team thì Hường sẽ đưa ra cái quy trình và anh chị cứ làm theo như vậy, anh chị sẽ khai thác hết những cái tệp đó để anh chị làm sao chúng ta phát triển đồng nhất với nhau thì mình sẽ cùng với nhau đi được đường dài đúng không ạ. Thế thì khi mà làm bạn với nhau xong, bàn với nhau xong thì lúc đấy mình mới bán được, chứ tự nhiên chưa gì nhảy cóc tất bốn bước đã rồi bán rồi. Hôm qua cái bà nào ấy nhỉ, vừa mới tạo tài khoản xong đã nhắn tin được cái đâu chưa đầy 1 tiếng nhắn tin được, chị ơi hình như em bị sai cái gì ấy. Bảo sao đấy sai cái gì, em chia sẻ cho 10 người rồi mà chẳng có ai ok, cứ im lặng chị ạ. Xong rồi mới kêu là đâu 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 chụp tin nhắn qua đây cho chị xem, để chị xem em bị sai ở bước nào để chị chỉ cho. Thế là bạn ấy chụp qua thì ra rằng là bạn ấy đi hiếp dâm khách hàng, bạn ấy cũng đăng lên mồi, nhưng mà sau đó thì người ta vừa mới hỏi là cái gì phát, thế là bạn ấy quẳng video rồi quẳng đường link quẳng các kiểu qua, người ta có thèm xem đâu, đã bảo rồi bạn đừng cho thứ bạn có, bạn phải cho thứ người ta cần. Cái thứ mà người ta hỏi đó chỉ là cái hơi tò mò người ta, bạn phải xác định thật kỹ là chị có thật sự cần hay không. Thật sự cần thì bây giờ chị phải dành cho em khoảng 30 phút đi, em với chị gọi video nha, chứ làm gì có chuyện mà gửi link với lại vứt video mà lại vào được luôn, ai mà dạy mà ngồi tìm hiểu, trừ khi nào khát khao mà đủ lớn, còn bây giờ đủ thể loại loạn tâm mà, đủ thể loại lý do, đủ thể loại công việc lôi kéo người ta còn lâu người ta mới tin, đấy là sự thật. Anh chị phải đốt nhóm đóng nhu cầu. Hôm bữa vừa còn có một cái ông kia thường rời khỏi cái nhóm tài chính của Pelletcoin, thế là ông đấy ông có chẳng quen biết gì gần đâu, ông tự nhắn tin ông bảo ô tại tại sao em lại rời Pelletcoin, dự án ngon như thế tại sao em lại rời. Thế là Hường mới nói rằng là ơ em không thích thì em rời thôi, quan điểm của mỗi người khác nhau có gì đâu anh. Thế là ông cứ hỏi thế bây giờ em làm cái gì, tại sao em lại rời khỏi dự án đấy các kiểu. Thế là Hường không cho nhé, Hường nhất định Hường không cho, tí Hường dục cho anh chị xem cái tin nhắn đấy, Hường nhất định là Hường không cho biết là nó làm cái gì. Thế là cuối cùng là ông ấy kết bạn này, rồi ông kêu là em gửi thông tin công việc của em làm cho anh xem đi, anh rất là tò mò tại sao Pelletcoin tuyệt vời như vậy, anh vào chín gói rồi bây giờ em lại thoát nhóm, nó gặp vấn đề gì hết sao. Hường không nói vấn đề gì, Hường chỉ kêu là quan điểm cá nhân thôi đó. Thế là bây giờ ông kết bạn và ông ấy hẹn là tối nay cho ông một cái lịch để Zoom. Thì Hường ý của Hường nói đây là người gì, nếu anh chị không đốt lên được cái thứ người ta đang rất cần thì anh chị cứ đợi đi, đợi em được tìm hiểu, họ không tìm hiểu đâu, họ sẽ chờ anh chị thành công hoặc là chờ anh chị đốt đến đít rồi, lúc đấy họ sẽ sốt lên, anh chị dung ạ. À, dĩ nhiên là sẽ có nhiều nhóm người nhá, chúng ta học đọc vị mình biết nó có nhiều nhóm người, tuy nhiên hãy nhớ là nhóm nào thì nhóm cũng phải cho người ta thứ người ta cần,
phải nắm rõ cái tử huyệt của người đó là cái gì, và mình cho cái thứ người ta cần thì người ta sẽ chốt rất là nhanh, đúng không ạ? Đó, thế thì sau đó mình mới bán trọ được, bán cái thứ người ta cần, rồi sau đó mình bán theo, mình giữ được cái nguồn năng lượng bên trong của họ bằng những bộ quy trình mà họ đã đưa ra. Rồi sau đó thì mình sẽ bán theo họ, và khi mà thấy họ đủ lớn, họ có thể một mình kiểm soát được và hỗ trợ được khoảng 100 người bên dưới thì mình sẽ buông, đúng không ạ? Thì anh chị hãy rèn luyện lên, hãy cố gắng lên, và chúng ta cứ đi theo công thức đó thì Hường thấy là nó rất là dễ dàng. Giống như Hường nói là Hường thật sự Hường bị nhảy cấp ấy, Hường không phải trải qua cái giai đoạn giống như anh chị là phải đi tìm người, bởi vì thực tế ra là lúc đó nhé, ngày xưa Hường làm như thế này, lúc Hường bắt đầu biết đến anh Kiên thì anh Kiên có một cái lớp học Hường kể rất nhiều lần rồi đúng không, anh Kiên có một cái lớp học bán hàng miễn phí Nguyễn Trung Kiên, và cái lúc đó thì thay vì mọi người vào trong cái lớp đấy học cách bán hàng thì cũng giống như anh chị này, thay vì học cách bán hàng nhá thì anh Kiên cứ livestream cái gì là Hường ghi lại cái đấy, Hường ngồi livestream vậy y chang. Thế là những cái người đang học bán hàng đó họ hỏi Hường là ô thế em ơi em không làm cái gì à, sẽ em ngồi livestream cả ngày đấy. Thế là Hường mới nói rằng là em có chứ, nhưng mà em có đội nhóm em làm, còn việc của em là cứ chia sẻ cho mọi người thôi đấy. Thế là bắt đầu ô thế chị cũng rất là muốn được vào đội nhóm của em xem là tại sao em lại rảnh được như thế. Thế là mọi người mỗi người 5 sản phẩm, 10 10 sản phẩm, 10 20 sản phẩm, nên là hết kho hàng. Anh chị hình dung ra không ạ? Thế thì thay vì này, thay vì đi học cách tư vấn live good cho người khác thì hãy học cách trao giá trị cho người khác. Mình dành cả thanh xuân mình đi mình chia sẻ những cái thứ mình biết, mình dành cả thanh xuân mình đi chia sẻ những cái thứ mà mình nghĩ là cái đối tượng của mình đang hướng đến họ đang rất cần. Thì lúc đó họ thắc mắc là thế Hồng ơi mày không làm gì à, ngày nào tao cũng thấy mày đi nói về nuôi dạy con ấy. Hồng ơi mày không làm gì à, ngày nào tao cũng thấy mày đi nói về kinh doanh, về kiếm tiền, thế mày làm cái gì, rất thuộc lại mày làm cái gì. Không hiểu không? Em phải để cho người ta tò mò là em đang làm cái gì, chứ em đừng có phơi bày ra là em làm cái gì. Lâu lâu em mới thả một cái bài về live group thôi, một ngày 2 ngày em thả một bài thôi, còn đâu là em chỉ tập trung vào cái việc mà cái thứ người ta đang cần này. Nha, cái live group là cái em đang có đó, thì cái thứ em có vẫn phải nói ra thì họ biết em làm, nhưng mà 1 2 ngày em mới thả một bài, còn đâu là em chỉ tập trung nói vào cái thứ mà người ta đang cần, để cái tò mò là ơ Hồng ơi thế rốt cuộc mày đang làm cái gì, ơ thế mày kinh doanh tỉnh thức là mày kinh doanh cái gì, ơ thế mày làm mày cũng học để mày làm gì. Nó phải tò mò trong đầu nó như vậy thì em mới nói là chị có muốn kinh doanh giống như em không, nhàn nhã lắm, ăn thì chỉ việc đi cho đi mình chia sẻ thôi chứ có phải làm gì đâu, suốt ngày đi tư vấn sản phẩm gồm thành phần công thức như thế nào, dùng ra làm sao, hiệu quả thế nào, rồi thì phải năng động làm sao, doanh số thế nào, đầu tư bao nhiêu, cắt lỗ bao nhiêu, chị có đau đầu không? Em đau đầu lắm rồi đó. Thì lúc này họ sẽ tò mò, thì ngày xưa chỉ việc Hường nó luôn tạo ra cái thứ để người ta tò mò thôi, tự nhiên người ta về làm việc với mình. Kể cả hồi làm TCT cũng thế nhá, đội nhóm Hường làm việc rất nhàn luôn, chả phải đi học sản phẩm nó là cái gì luôn. Cái việc duy nhất của mày là đi đâu mày cũng mặc cái áo TCT, cái việc duy nhất của mày đi đâu cũng nói là tao là đội nhóm của à, tao là trong công ty TCT, thế là bọn nó cứ tò mò TCT là cái gì, nói là tâm trí tài hôn luôn đó. Thế ngày hôm nay mình cũng thế, mình cứ KTP làm live group, KTP làm live group, bảo thế tại sao KTP là cái gì, cái live group là cái gì thì bọn nó sẽ biết rồi nhá, biết rồi nhá, vì rất rất nhiều người chia sẻ rồi anh chị em ạ, rất nhiều người chia sẻ rồi. Thế thì mình chỉ đề xuất là mình có làm cái đấy thôi, để khi mà người ta nhìn thấy cái chữ đấy ở đâu đó người ta nhớ ra là à con Hường nó có làm, à con Hồng nó có làm, à Hưng có làm, thì mình vẫn phải đăng nhá, chứ không đăng không được, vẫn phải đăng. Tuy nhiên là mình sẽ không nói nhiều về điều đấy, được không? Mình sẽ nói về KTP, mình sẽ nói rằng là à đấy, chỉ từ khi vào KTP tôi thấy cuộc sống của tôi giá trị hẳn, hạnh phúc hẳn đi, nó đại loại là như thế. Thế bắt đầu tò mò thế Hồng ơi suốt ngày mày ngồi mày trao giá trị, suốt ngày mày ngồi mày chia sẻ về con, suốt ngày mày ngồi mày chia sẻ về cơ hội kinh doanh, mà mày nói về KTP là cái gì đấy hả Hồng, thế nó là cái gì, suốt cuộc là KTP nó kinh doanh cái gì. Thì lúc đấy mình nói về là thế mày có muốn cái điều này không, mày có muốn tự do tài chính không, mày có muốn cuộc sống hạnh phúc toàn phần không, mày có muốn có một cơ hội thu nhập thụ động bền vững không, mày có muốn có một cơ hội mà vốn đầu tư của mày chỉ bằng đúng mẹ 3 thùng bia của chồng không, đúng không? Đó thì lúc đó người ta muốn ai chả muốn, thế muốn là có cam kết làm không, cam kết làm thì vào việc tao đi với mày luôn. Thế là bắt đầu mình sử dụng bộ code ra, bộ code ngay lập tức, bộ code hàng ngày và bộ code hàng tuần, bộ code hàng tháng đó, cái bộ câu hỏi đó, thế là cứ vậy mình kèm, thế là xong việc hàng ngày, chỉ có như vậy quy trình nó đã xong rồi thì ở bên trong nó rất là nhàn các anh chị. Cái việc còn lại của chúng ta là chỉ làm sao tạo cái phễu để hút thôi, ok chưa ha? Ok ha, giờ ok le. À, thế thì chương trình buổi chiều của chúng ta ngày hôm nay đến đây thôi nhá. Còn anh chị nào muốn chia sẻ gì nữa không ạ?
Alo à, mọi người nghe không ạ? À, có nghe, có nghe, có nghe. Anh nói đi. Em chia sẻ sơ, em giới thiệu luôn em tên Đô nha. Em chia sẻ sơ về cái TikTok á. Mọi người nếu mà muốn có mà cái mối quan hệ mới của mình hay là cái tệp mới của mình á. Vâng, em chào anh Hưng. Cái tệp mới của mình á thì mình nên quan hệ rộng về bên cái mạng xã hội đó đó, mình tìm hiểu thật kỹ về bên cái mạng xã hội, về bên cái mạng TikTok á. Thông thường cái đó nó chạy tệp rất là ngon nha. Mọi người đừng đừng có nên suy nghĩ làm sao mà họ sẽ liên lạc với mình hay là làm sao để họ biết đến mình. Mình đừng nên suy nghĩ vậy. Mình chỉ cần viết một cái content vô trong cái tiểu sử của mình á là họ sẽ tìm tự họ sẽ tìm đến mình. Chứ không cần phải đăng video của người này, đăng video của người kia là mình sẽ bị mắc mắc người này người kia để mà không phải tìm đến đến đúng mình á, là cái đó là không không phải đâu nha, cái đó là sai rồi. Ở trong này có một chị Hạnh Trần. Hạnh Trần đang ở Mỹ. Nếu như mà chị Hạnh Trần này mà tìm hiểu kỹ về bên TikTok thì cái tệp của chị chạy bên TikTok rất là ngon. Nếu mà hiện tại chị đang ở Mỹ thì Hạnh Trần á đang nhắn tin cho mình tìm hiểu về bên TikTok. Còn anh chị em nào mà muốn làm xây kênh TikTok á từ ngay lúc ban đầu á thì cũng giống như anh Hưng vậy đó. Anh có thấy không, em cho anh vô 6 7 video nhưng mà cái video thứ 8 hoặc là lâu lâu mình sẽ chèn vô một cái video live good, mình không đánh thẳng trực tiếp vô live good được không? Mình phải đi những cái tệp mà tài chính, đầu tư hoặc là chăm sóc sức khỏe đồ này kia các kiểu á, như mỹ phẩm rồi đó đó, mình sẽ đi tìm những người đó mình follow và mình comment những cái bài đó, họ sẽ tương tác với lại cái bài của mình lại. Cái đó là cái second bước đầu tiên, gọi là bước từ con số 0 đấy. Thì những cái mà cái nguồn cái khay mà cho mỗi người á thì em đều có đủ, có nhiều chủ đề cho mọi người lựa chọn, nhưng mà riêng về cái logo này thì mọi người nên lựa chọn cái mà tài chính đầu tư với lại là chăm sóc sức khỏe đồ, thì cái đó em nghĩ là rất là tốt cho mọi người để có cái hướng đó để đi về cái mạng xã hội á. Cho nên anh chị em nào mà đang muốn xây kênh á thì cứ liên hệ với em hỗ trợ cho hoàn toàn là miễn phí nha. Còn có những cái mà có cái chi phí phát sinh bên ngoài á thì mình sẽ không nói ở trên này được, tại vì nó vô giá. Còn hoàn toàn là xây kênh từ bước số 0 thì em sẽ đào tạo giống như anh Hưng như vậy, và chẳng những anh Hưng mà cũng còn một số người ở trong này nữa. Rồi ai sau cái live này ai muốn thì cứ liên hệ với em nha. Cũng giống như chị Hạnh Trần á, chị ở bên Mỹ đó đó. Cái tệp của chị em nói thật sự, nếu như mà chị mà chịu khó tìm hiểu sao cho kênh TikTok, chẳng những chị được cái tệp mà like good mà chị còn được thêm một cái tệp gọi là người ta xem video càng nhiều là chị càng nhiều tiền nữa, chị càng nhiều tiền từ TikTok nó trả tiền cho chị nữa. Nếu mà chị ở bên Mỹ, cái tệp của chị rất là ngon luôn, sẽ làm được hai cái đầu tiền đấy. Nhưng mà bên bên Mỹ là chị chạy tệp Lightwood em nghĩ là rất là ok, tại vì bên đó em thấy người ta gọi là chia sẻ cái Lightwood này rất là rộng rãi bên đó. Những cái video em xem toàn là ở bên Mỹ không, cho nên chị cố gắng tìm hiểu cái TikTok nha chị. Rồi, em xin hết nha chị Hoàng Thị Hường. Ok, cảm ơn anh. Thì đó, anh chị ai mà có nhu cầu thì cứ liên hệ, vì hiện tại giống như bạn Đô nói đang hỗ trợ miễn phí 100% cho cộng đồng của mình, miễn sao anh chị em mình có công cụ thêm để chúng ta khai thác thêm tệp khách hàng. Còn cái việc mà phát sinh chi phí đó là do nhu cầu của mỗi người nhá. Ví dụ như khi mà tư vấn mà ai mà muốn mua cái gì cái gì cái gì đấy thì tùy, chứ không có phải là bạn ấy thu tiền gì đâu. Nên là cứ mạnh mẽ mạnh dạn lên mà hỏi ha, nếu mà giúp đỡ được cái gì thì bạn sẽ giúp đỡ tất cả các anh chị để cộng đồng chúng ta phát triển hơn đó. Rồi thế thì chương trình của chúng ta buổi chiều ngày hôm nay đến đây thôi nhá, bắt đầu từ sáng ngày mai tí nữa thiết kế với cái hình ảnh, sáng ngày mai mình sẽ thông báo lịch làm việc của team, và bắt đầu từ chiều ngày mai chúng ta sẽ có những chương trình đào tạo dành cho team của chúng ta để làm sao cốt ra những big leader đứng ở đâu, hiện diện ở đâu cũng có thể hãnh diện để chia sẻ giúp đỡ cho nhiều người hơn nữa. Hãy nhớ này, để làm hệ thống thành công á thì chúng ta không thể sống một mình. Đã nói đến hệ thống thì chúng ta bắt buộc phải hiện diện để chúng ta giúp đỡ đồng đội của chúng ta. Chứ còn cái kiểu mà bên dưới thích đẻ bao nhiêu thì đẻ, xong rồi mình cứ ở trên mình hưởng thụ thì nó lại không phải là hệ giá trị các anh chị ạ, thật sự là như thế. Chứ còn cái việc mà chúng ta có những người lãnh đạo, người leader hoặc là những người để tuyến dưới chúng ta rất là giỏi, đó là điều rất là tuyệt vời nhé. Tuy nhiên là hãy đi đúng với hệ giá trị,
Con đường của người hệ thống là một người phải trao giá trị chứ không phải chỉ là một người hưởng thụ thu nhập thụ động từ hệ thống anh chị ạ. Thế thì phải hiện diện lên mới giúp được nhiều người, nghĩ lớn lên, làm lớn và hành động điên cuồng lên, đúng không ạ? À, chúng ta sẽ kết thúc Zoom ở đây nhá, chúng ta hãy chào.